Y đạo quan đồ, trương nhất châm. Trương 2156, chớ chọc nữ nhân 3. Trương Dương cười nói, thời kỳ đặc thù, điều động đặc biệt, lần này tôi nhặt được cái phiếu rồi. Kiều Lão nói, chưa tới 30 đã trở thành cán bộ cấp thành phố, tiền cảnh phát triển của cậu rất tốt. Trương Dương nói, tôi cũng có chút chán ghét sĩ đồ rồi, gần đây thường xuyên suy nghĩ, có một ngày có lẽ tôi sẽ đột nhiên lui xuống, sau đó đi làm lang trung tha phương, đi khắp nơi, vừa vui vừa nhàn. Kiều lão mỉm cười nói, cậu mới có từng ấy tuổi mà không ngờ đã có tâm tư quy ẩn điền viên rồi. Trương Dương nói, chủ yếu là có chút chán ghét, cảm giác cứ tiếp tục như vậy thì cuộc đời không có gì thú vị. Kiều lão nói, mặc kệ làm gì thì cũng phải hiểu rõ thân phận của mình, đừng có lỗi với lương tâm và tổ tông, ông ta nói xong những lời này thì đứng dậy rời đi. Kiều bằng cử nhìn bóng dáng của ông nội, sắc mặt có chút đỏ lên. Hắn luôn cảm thấy câu nói trước khi ông nội đi là nói mình. Kiều Bằng phi vỗ vai hắn, "Đại ca, quyết định thật rồi ư?" Kiều Bằng cử nói thôi, "Anh định từ bỏ, nếu anh thực sự nhập quốc tịch Mỹ, ông nội không khéo đoạn tuyệt quan hệ với anh mất." Trương Dương không nhịn được liền bật cười, "Tôi thấy không đến mức như vậy đâu." Kiều Bằng cử thở dài, "Tôi thôi cứ thành thành thật thật làm một người Trung Quốc thôi, đừng khiến lão gia tử thêm khó chịu." kiều bằng phi quay sang nói với trương dương anh không đi chuẩn bị tiệc tối từ thiện à trương dương nhìn đồng hồ không có việc của tôi đều là mẹ nuôi xử lý tôi chỉ tới tham dự đúng giờ là được kiều bằng phi nói anh và văn hạo nam ra sao rồi trương dương lắc đầu vẫn thế hiện tại hắn tới nam thích cùng tôi nước giếng không phạm nước sông kiều bằng phi nói cũng tốt thật ra tốt nhất đừng để tổn thương tới hỏa khí Audio điện tử võ tấn bền. Kiều Bằng Cử nói, quan hệ giữa người và người rất khó nói. Trương Dương, buổi tối tôi không tới cổ động được rồi, tôi không có nhiều tiền như vậy để làm từ thiện, cho nên trước mắt chỉ có thể lựa chọn rời xa loại tú trường này. Trương Dương nói, tú trường ư, hắn không ủng hộ cách miêu tả của Kiều Bằng Cử. Kiều Bằng Cử nói, loại tiệc tối này, người thực sự tới từ thiện là rất ít, đa số đều làm gia tăng chút ánh sáng, muốn được lên báo thỏa mãn một chút lòng hư vinh, người thực sự muốn làm từ thiện thì cần gì phải hình thức như vậy? Kiều Bằng Phi nói, dù sao cũng phải có bình đài chứ. Khi Trương Đại Quan Nhân tới khách sạn Lan Kinh, nơi tổ chức tiệc tối từ thiện thì mới hiểu được những lời của Kiều Bằng cử quả thực có chút đạo lý. Trong bãi đỗ xe đổ đầy đủ loại xe sang, nếu đem so sánh thì xe Mercedes của ban chú kinh Bắc Cảng bọn họ không hệ lộ ra vẻ bắt mắt. Cung Hoàn Sơn đi ở giữa Trương Dương và Khư Nguyệt Minh, hắn cũng được cho là nhìn quen rồi, nhưng tham gia tiệc tối từ thiện như vậy vẫn không khỏi có chút khẩn trương, thấp giọng nói với Trương Dương, Phó Thủ tướng Văn có tới không? Trương Dương lắc đầu nói, ông ta rất bận, không có thời gian tham dự tiệc tối. Cung Hoàn Sơn ạc một tiếng, lúc này nhìn thấy một chiếc Bentley màu đen đỗ bên cạnh bọn họ, từ bên trong xe lão tổng tra tấn bắc mặc đường trang màu xám và khư phượng tiên mặc váy dạ tiệc màu bạc bước xuống, nhìn thấy Trương Dương thì mỉm cười. Cô ta thì thầm vài câu với cha tấn bắc, Cha Tấn Bắc mới chú ý tới Trương Dương, cười cười đi tới, chủ động vươn tay ra, "Trương Dương, tôi biết anh sẽ tới mà." Trương Dương cười cười bắt tay với cha Tấn Bắc, sau đó giới thiệu Cung Hoàn Sơn và bên cạnh cho cha Tấn Bắc, cha Tấn Bắc không hề biểu hiện ra vẻ nhiệt tình đối với hai người, chỉ thoáng gật đầu chào. Cung Hoàn Sơn nhạy bén nhận ra được sự qua loa và coi thường của đối phương, hắn tuy rằng là cán bộ cấp thành phố, nhưng ở kinh thành vẫn không tính là gì trên thực tế ở đây sức ảnh hưởng của hắn thậm chí không bằng trương dương bởi vì cha tấn bắc lựa chọn đi cùng một chỗ với trương dương cung hoàn sơn thức thời cùng khư nguyệt minh đi ở phía sau khư nguyệt minh cũng nhìn ra sự xấu hổ của cung hoàn sơn ở bên cạnh nói khẽ nhân mạch của trương dương ở kinh thành ở kinh thành rộng thật cung hoàn sơn cười cười không đáp lại những lời này của khư nguyệt minh tiệc tối từ thiện tối hôm đó được tổ chức ở tầng cao nhất của lan kinh chủ sự tiệc tối lần này là Tuệ Ninh đã có mặt, bà ta mặc sườn xám màu đen, đoan trang thanh lịch nhưng không mất đi sự hào phóng. Khi đoán người của Trương Dương tới, là Tuệ Ninh đang nói chuyện với mấy vị phu nhân của quan lớn kinh thành, tầng lớp xã hội bất đồng thì không cùng thể chơi được với nhau. Là Tuệ Ninh tất nhiên có hội riêng của bà ta. Nhìn thấy Trương Dương, bà ta cười nói, con nuôi của tôi tới rồi. Mấy vị phu nhân cùng nhìn về phía Trương Dương. Trương Đại Quan Nhân bước nhanh tới, rất dõng giặc gọi một tiếng mẹ nuôi. La Tuệ Ninh cười hiền hòa, vươn tay ra khoác tay Trương Dương, giới thiệu với mấy người chung quanh, đây là Trương Dương, con nuôi của tôi, hiện tại là bí thư thị ủy Tân Hải. Lập tức liền có người khen Trương Dương tuấn tú lịch sự, trẻ tuổi đầy hứa hẹn, Trương Đại Quan Nhân biết những người này đa số đều là nể mặt La Tuệ Ninh, cái này gọi là con dựa vào mẹ, bất kể hắn tình nguyện hay không thì vô hình chung vẫn nhận được không ít lợi ích từ văn gia. La Tuệ Ninh lại chào hỏi cha Tấn Bắc, Trương Dương dẫn kiến cung Hoàn Sơn với bà ta, về phần Khư Nguyệt Minh thì bị Trương Dương trực tiếp lựa chọn bỏ qua, tuy rằng Khư Nguyệt Minh đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng Trương Dương cho rằng với cấp bậc của hắn căn bản không cần thiết phải để mẹ nuôi quen. Là tuệ ninh tạo cho người ta cảm giác hòa ái dễ gần, bà ta mỉm cười nói với cung Hoàn Sơn, đồng chí Hoàn Sơn đã chuẩn bị xong bài phát biểu chưa? Lát nữa anh phải lên phát biểu đó. Cung Hoàn Sơn khi bắt tay với La Tuệ Ninh hơi hơi có chút run rẩy, hắn rất kích động, Đồng thời lại có chút hâm mộ Trương Dương, nếu mình có được bối cảnh hữu lực như vậy thì mình cũng sẽ không trở thành một khách qua đường của Bắc Cảng, nói không chừng có thể ở trên vị trí bí thư thị ủy Bắc Cảng lâu hơn một chút. Cung Hoàn Sơn nói, "Văn phu nhân, tôi chuẩn bị rồi, có điều tôi cảm thấy hay là để Trương Dương lên phát biểu thi tốt hơn." La Tuệ Ninh cười nói, "Nó không đại biểu được cho Bắc Cảng." Lúc này lại có khách quý có khách quý đến, La Tuệ Ninh bảo Trương Dương mời Cung Hoàn Sơn ngồi xuống rồi mình thì đi tiếp khách. Cung Hoàn Sơn tìm được vị trí thuộc về mình, nhìn nhìn bốn phía, hắn nhìn thấy không ít đại nhân vật trong truyền thuyết đã tới, bắt đầu có chút khẩn trương, hai tay nắm chặt lại, Trương Dương nhìn ra sự khẩn trương của hắn, nói khẽ thị trường cung, lát nữa ngài đi lên cứ theo bản thảo mà nói, chỉ cần báo cáo rõ tình huống của Bắc Cảng là hoàn thành nhiệm vụ rồi. Cung Hoàn Sơn gật đầu 7 giờ tối, tiệc tối từ thiện chính thức bắt đầu, là Tuệ Ninh là người phát biểu đầu tiên lên phát biểu, cậu ao đó tới Cung Hoàn Sơn. Năng lực diễn thuyết của Cung Hoàn Sơn cũng không tồi, lần này hắn lại chuẩn bị rất đầy đủ. Khi phát biểu, màn hình phía sau chiếu cảnh thảm thống sau khi sóng thần phát sinh, hiện trường thỉnh thoảng truyền đến những tiếng than thở khe khẽ. Phải nói diễn giải của Cung Hoàn Sơn vẫn mang tới hiệu quả nhất định, hiện trường có mấy vị nữ sĩ đã bị bài diễn thuyết của hắn khiến cho cảm động tới vành mắt đỏ ửng lên. Sau khi Cung Hoàn Sơn diễn thuyết xong, đại biểu cho nhân dân Bắc Cảng cúi đầu ba cái với những nhân sĩ ở hiện trường lại dẫn tới một tràng tiếng vỗ tay. Cung Hoàn Sơn trở lại bên cạnh Trương Dương, có chút khẩn trương thở hắt ra, nói thế nào. Trương Dương giơ ngón cái về phía hắn, nói khẽ hiệu quả không tồi. Thật ra trong lòng hắn hiểu rõ, trọng điểm hôm nay không phải ở bài diễn thuyết này, người muốn quyên tiền thì Thủy Trung sẽ quyên, người không muốn quyên tiền thì cũng sẽ không bởi vì bài diễn thắp ba phi này của Cung Hoàn Sơn mà cảm động. Là tuệ ninh tuyên bố bán hàng từ thiện bắt đầu, bà ta đầu tiên quyên ra một bức họa chỉ của mình, bức họa chỉ này chân quý ở chỗ lời đề bên trên là của thiên trì tiên sinh. Về phần bản thân họa chỉ của La Tuệ Ninh thì chỉ có thể nói là tiêu chuẩn bình thường. Đối với bức họa chỉ này của La Tuệ Ninh, người cổ động ở hiện trường có thể nói là xua như xua vịt, rất nhanh giá đã đội lên tới 200 vạn, cuối cùng do Triệu Nhu Đình bỏ 500 vạn nhân dân tệ ra mua được, có thể nói đã tạo nên sự cao trào đầu tiên của ngày hôm nay. Từ đó về sau bán đấu giá trở nên buồn chán, ít có vật phẩm nào có thể vượt qua được giá 100 vạn. Cho tới lúc Chu Hưng Quốc ủy thác từ kiến cơ quyên ra một pho tượng Phật ngọc mỡ dê thì sự nhiệt tình mới một lần nữa được dấy lên. Triệu Nhu Đình hôm nay biểu hiện ra sự nhiệt tình rất cao, lần này lại là cô ta ra giá đầu tiên, 50 vạn nguyên. Trượng phu của cô ta, lão tổng tập đoàn Hán đỉnh Tạ Khôn cử nhíu mày, tối nay những vật phẩm mà vợ đã mua tổng giá trị đã lên tới 600 vạn nhân dân tệ rồi hắn không nhịn được nhắc nhở triệu nhu đình làm từ thiện cũng phải có mức độ triệu nhu đình nói anh không phải thường nói tình yêu vô giá đại ái vô cương ư bắc càng xảy ra ra thiên tai nghiêm trọng như vậy chúng ta quyên thêm chút tiền cũng không sao tạ khôn cử nói nhưng buổi từ thiện tối nay là vì hắn khi nói hắn không nhịn được nhìn thoáng qua trương dương triệu nhu đình nói tiền cũng không phải là quyên cho hắn khôn cử anh từ lúc nào anh từ lúc nào trở nên hẹp hòi thế Tạ khôn cử cười có chút bất đắc dĩ, lúc này Triệu Nhu Đình lại giơ tay lên, 200 vạn. Chương 2157, chớ chọc nữ nhân 4. Cha Tấn Bắc đối với bức tượng Phật này là nhất định phải có cho bằng được, hắn phỏng trừng giá trị thị trường của tượng Phật này chắc khoảng 500 vạn nhân dân tệ, sau khi mọi người hô giá không lâu thì cha Tấn Bắc trực tiếp ra giá 500 vạn. Hiện trường yên lặng, đây không phải là vì cái giá làm cho kinh sợ, mà là vì cha Tấn Bắc đã ra tay từ sau khi Hà Trường An gặp chuyện không may, cha tấn bác ở thương giới kinh thành dần dần trở thành siêu quần xuất chúng, rất ít có người có thể ra mặt tranh ngắn giải với hắn. Cha tấn bác này rất hiếu thắng, hơn nữa ở cao tầng cũng có quan hệ nhân mạch rất rộng, chỉ là bán đấu giá từ thiện mà thôi, không ai muốn làm thành khẩn trương như vậy. Người chủ chỉ bán đấu giá mỉm cười nói, 500 vạn lần đầu tiên, 500 vạn lần thứ hai, còn có ai nguyện ý ra giá nữa hay không? Được, đang lúc hắn giờ chùy bán đấu giá lên chuẩn bị gõ xuống thì một giọng nữ lạnh lùng nói, 600 vạn. Hiện trường ồ lên, liền thấy một nữ tử mặc sườn xám màu đen chậm rãi đi về phía này. Mặt mày như họ da thịt như tuyết, trong vẻ đẹp của cô ta lộ ra một loại vị đạo bi thương thê lương, trên mặt không có huyết sắc, trong hai mắt tràn ngập yêu thương, khi nhìn thấy nữ tử này, sắc mặt của La Tuệ Ninh không khỏi thay đổi. Trương Dương xoay người lại, kinh ngạc há to miệng, cơ hồ có thể nhét cả một quả trứng vịt vào hắn vạn lần không ngờ người tới là tần manh manh tuy rằng tần manh manh đã thay đổi dung mạo hiện giờ thân phận là hà vũ mông con gái riêng của hà trường an nhưng thân phận chân thật của cô ta sớm bị la tuệ ninh tra ra rồi trương đại quan nhân thật sự không nghĩ ra vì sao cô ta lại muốn về đây la tuệ ninh nhíu mày bà ta hiển nhiên không mời tần manh manh bà ta lưu ý tới người bên cạnh tần manh manh lão tổng tập đoàn hoàng dương phó chính thanh lập tức liền có chút minh bạch, Phó Chính Thanh là bằng hữu tốt nhất của Hà Trường An, Tần Manh Manh hiển nhiên là thông qua quan hệ của hắn mà tới nơi này. Cha Tấn Bắc mỉm cười nhìn Tần Manh Manh, đối với sự xuất hiện của Tần Manh Manh, hắn cũng tỏ vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ đối thủ cũ Hà Trường An vẫn muốn thông qua phương thức này để đối nghịch với mình. Cha Tấn Bắc nói, quân tử không đoạt cái người khác thích, Hà Tiểu Thư nếu thích Ngọc Phật này như vậy thì tôi cũng chỉ đành lựa chọn nhượng bộ, tranh với một ván bối là rất mất phong độ, Cha tấn bắc quyết định lựa chọn vứt bỏ. Tần manh manh tới ngồi xuống bên cạnh cha tấn bắc. Cha tấn bắc mỉm cười nói, tôi còn tưởng rằng hà tiểu thư sẽ không trở về nữa. Tần manh manh nói, tôi cũng không thích bức tượng phật này, nhưng tôi nhìn ra được anh rất thích. Cha tấn bắc nhíu mày, lời nói của tần manh manh tràn ngập địch ý, hắn không biết mình đắc tội với cô ta ở chỗ nào, nói khẽ một khi đã như vậy, hà tiểu thư vì sao muốn tranh một thứ mà cô không thích? tần manh manh nói anh không phải thích nhất cướp đồ của người khác có lẽ anh nên thể hội tư vị này một chút tần manh manh không nói rõ nói xong những lời này với cha tấn bắc thì đứng dậy brody la tuệ ninh đáng mắt ra hiệu cho trương dương trương dương hiểu ý đứng dậy đuổi theo tần manh manh vừa rời khỏi hiện trường tiệc tối thì liền nghe thấy giọng nói của trương dương hà tiểu thư dừng bước tần manh manh dừng chân hai bảo tiêu bên cạnh tràn ngập cảnh giác nhìn trương dương Cô ta xua tay nói, không cần khẩn trương, anh ta là người tốt. Trương Dương tới bên cạnh Tần Manh Manh, còn chưa kịp hỏi thì Tần Manh Manh đã nói, anh theo tôi. Trương Dương đi lên xe Rolls Royce màu đen của Tần Manh Manh, trước đây chiếc xe này từng thuộc về Hà Trường An, hiện giờ cũng theo những tài sản khác trở thành của Tần Manh Manh. Trở lại biệt thự ở phố Trường An, Tần Manh Manh mời Trương Dương vào trong thư phòng, đóng cửa phòng lại, hai hàng nước mắt trong suốt chảy xuống, cô ta run giọng nói, anh Dương, cha em qua đời rồi. Nghe thấy tin chết của Hà Trường An, Trương Đại Quan Nhân giống như bị sét đánh, hắn trợn mắt há hốc miệng, tại sao có thể như vậy? Hà Trường An khó khăn lắm mới từ trong nước chạy đi được, không ngờ vẫn không thoát khỏi cái chết. Tần Manh Manh nói, ông ấy rời khỏi Trung Quốc thì tới Toronto, em vốn định tới đó hội hợp với ông ấy, nhưng khi em tới đó rồi. Mắt Tần Manh Manh đỏ lên, cắn môi cố gắng khống chế được tình tự bi thương trong lòng. Một lát sau cô ta mới, ông ấy bị người ta bắt cóc, đối phương lợi dụng chuyện này bước em ký hiệp nghị chuyển nhượng mỏ vàng. Trương Dương nói là ai làm, thật ra trong lòng hắn đã đoán được sự kiện này có liên quan tới cha Tấn Bắc. Tần Manh Manh nói, vụ đông xuyên chân ngoài dài hơn chân trong, chắc là hắn cấu kết với cha Tấn Bắc làm chuyện này, em sau khi ký hiệp nghị chuyển nhượng thì bọn họ không thả lại cha em ra một cách bình an, nhưng em chỉ có được thi thể của ông ấy. Tần Manh Manh nói tới đây thì đột nhiên sụp đổ, nhào vào trong lòng Trương Dương mà khóc lớn, nước mắt làm ướt đẫm ngực áo Trương Dương. Trương Dương vỗ nhẹ vai cô ta, nhỏ giọng khuyên giải an ủi. Trong lòng cũng thương cảm không thôi. Có thể nói Hà Trường An đối với nhân sinh của hắn có ảnh hưởng rất lớn, trong cảm nhận của hắn cũng là một vị trưởng bối đáng tôn kính. Hà Trường An tung hoành thương giới nhiều năm, cuối cùng vẫn té ngã. vốn cho rằng sau khi hắn đào vong ra hải ngoại thì có thể sống thoải mái tới già không ngờ hắn vẫn gặp phải kết thúc bi kịch này trương dương nói em có thể kết luận chuyện này là cha tấn bắc làm không tần manh manh dương dương nói mỏ vàng châu phi qua tay nhiều lần nhưng cuối cùng vẫn rời vào trong tay hắn không phải hắn thì còn có thể là ai trương dương nói em lần này trở về là để báo thù ư tần manh manh từ trong lòng hắn ngẩng đầu lên đi về phía trước cửa sổ lặng lẽ lau nước mắt rồi nói em không thể để cha em chết oan vậy được Trương Dương nói, nhưng em không hề có chứng cứ. Tần Manh Manh nói, em biết, em muốn khiến cha Tấn Bắc mất hết tất cả, em đã bắt đầu thu mua cổ phần của tinh toàn, em phải cướp đi sự nghiệp mà hắn một tay khai sáng. Trương Dương thở dài, nói khẽ tiểu hoan sao rồi. Tần Manh Manh nói, nó vẫn ổn, Trung Trường Thắng phụ trách chiếu cố nó. Cha Tấn Bắc không dễ đối phó vậy đâu, em không nên trở về, em tuy rằng đã thay đổi dung mạo, nhưng vẫn có người đoán được thân phận của em, nếu bọn họ có thể chứng minh em chính là tần manh manh như vậy chuyện sẽ trở nên rất phiền toái tần manh manh nói em không sợ không ai có thể chứng minh em là tần manh manh em đã có thẻ xanh của mỹ tên em là hà vũ mông trương dương nói lão gia tử đi cùng em tới là ai hắn là bằng hữu tốt nhất của cha em lúc sinh tiền lần này em trở về cũng chính là được hắn giúp trương dương nói manh manh nghe lời anh về đi nếu em xảy ra chuyện thì tiểu hoan sẽ ra sao? Ai sẽ lo cho nó? Tần manh manh nói, em không về đâu, em không thể để cha em chết không nhắm mắt. Nhìn ánh mắt kiên định của tần manh manh, trương đại quan nhân ý thức được mình tiếp tục khuyên giải là phí công, hắn thầm thở dài. Sáng sớm hôm sau Trương Dương đi gặp La Tuệ Ninh, La Tuệ Ninh có rất nhiều chuyện muốn hỏi hắn, tiệc tối từ thiện tối hôm qua tổng cộng quyên góp được 2.400 vạn nhân dân tệ, khoản tiền này sẽ thông suốt hội chữ thập đó dùng để xây dựng lại trường học của bắc cảng la tuệ ninh nói chuyện phiếm vài câu với trương dương rồi đề tài chuyển sang người tần manh manh cô ta về làm gì ánh mắt của la tuệ ninh rõ ràng mang theo sự u buồn sau khi biết thân phận của tần manh manh bà ta liền cảm thấy bất an bà ta hiểu rõ tình cảm của con trai đối với tần manh manh nếu để hạo nam biết tần manh manh đã trở lại không biết sẽ còn ầm ý tới thế nào trương dương nói hà trường an ngộ hại rồi Dì cơ là tuệ ninh cơ hồ không thể tin vào tai mình bà ta và hà trường an cũng là lão hữu nhiều năm nghe thấy tin tử của hà trường an trong lòng cũng thương cảm không thôi trương dương nói lại tin tức nghe được từ chỗ tần manh manh lại với bà ta là tuệ ninh chán nản thở dài tại sao có thể như vậy chẳng lẽ chuyện này thực sự có liên quan tới cha tấn bắc ư trương dương nói tuy rằng không có chứng cứ có thể chứng minh là hắn bắt cóc hà trường an nhưng mỏ vàng của Hà Trường An ở Châu Phi cuối cùng vẫn rơi vào trong tay hắn. La Tuệ Ninh nói, nếu là thật thì Cha Tấn Bắc này rất đáng sợ, vì lợi ích mà không ngại làm ra hành vi như vậy, thật sự đáng giận. Trương Dương nói, Cha Tấn Bắc không phải là người tốt, cái chết của Hà Trường An đối với Hà Vũ Mông mà nói là đả kích rất lớn, cô ta lần này trở về là muốn đòi lại công đạo cho hắn. Tuy rằng biết rõ là Tuệ Ninh đã sớm nhìn thấu thân phận của Tần Manh Manh, nhưng Trương Dương vẫn dùng Hà Vũ Mông để gọi cô ta không trực tiếp nhắc tới tên thật của cô ta la tuệ ninh nói trương dương cô ta chính là con gái đã thất lạc năm đó của hà trường an ư trương dương không phủ nhận gật đầu nói trên đời có rất nhiều chuyện khiến người ta không ngờ được la tuệ ninh nói con có biết cha của tần hoan là ai hay không trương dương ngây ra một thoáng không ngờ la tuệ ninh đột nhiên hỏi vấn đề này hắn lắc đầu nói không biết Ánh mắt thâm thúy của La Tuệ Ninh giống như có thể nhìn thấu đáy lòng Trương Dương, bà ta nói khẽ không biết hay là không muốn nói. chương 2158, yêu con thắm thiết một. Dưới sự truy hỏi của bà ta, Trương Đại Quan Nhân chỉ có thể bảo trì trầm mặc. La Tuệ Ninh nói, mẹ nếu có thể tra ra thân phận của cô ta, có một số việc muốn điều tra ra cũng không khó, cho tới nay mẹ luôn cảm thấy kỳ quái, tần manh manh vì sao phải tự tay giết chết anh trai của mình. Cho dù Tần Hồng Giang không phải là cha ruột của cô ta, nhưng Tần Gia cũng có ơn dưỡng dục đối với cô ta, theo lý thì vốn không nên như vậy. Trương Dương tim đập bịch bịch, là tuệ ninh quả nhiên trí tuệ, bà ta chắc đã nhìn thấu bí mật trong đó. Là tuệ ninh nói, hiện tại xem ra Tần Trấn Đông chết không oan, Tần manh manh có lý do giết hắn. Trương Dương nói, mẹ nuôi, có một số chuyện đã phát sinh, hay là đừng nhắc nữa, nói ra chỉ tổ thêm thương tâm. La Tuệ Ninh gật đầu, còn yên tâm, có một số việc mẹ vĩnh viễn sẽ không nói với người khác, và lại chuyện của tần gia vốn không liên quan tới mẹ. Trương Dương Minh Bạch La Tuệ Ninh sẽ không để lộ ra chuyện này, thì mới yên lòng, hắn nói khẽ con có chút lo lắng cho cô ta, ở lại trong nước đối với cô ta mà nói thì nguy hiểm rất lớn. Trả thù cho cha là bổn phận của con cái, mẹ thấy con không thuyết phục được cô ta đâu, Trương Dương à, con giúp mẹ an bài một chút, mẹ muốn nói chuyện riêng với cô ta. Trương Dương có chút khó xử nhìn La Tuệ Ninh. La Tuệ Ninh nói chuyện này rất quan trọng, con nhất định phải an bài giúp mẹ. Lời nói của bà ta tràn ngập thành phần không thể trái phản kháng. Trương Dương vốn cho rằng Tần Manh Manh sẽ không đi gặp La Tuệ Ninh, nhưng không ngờ cô ta lại đáp ứng. Trương Dương an bài cho hai người gặp mặt ở Hương Sơn Biệt Việt, nơi này là hẻo lánh, xung quanh ưu tĩnh, là nơi thích hợp cho tâm tình tâm sự. Từ một khắc Tần Manh Manh vào cửa, ánh mắt của La Tuệ Ninh không rời khỏi mặt của cô ta không thể không thừa nhận, tần manh manh trước và sau khi phẫu thuật đều xinh đẹp, từ trên mặt của cô ta không nhìn ra bất kỳ dấu vết nhân tạo này, trên mặt cô ta thay đổi rất khéo, khiến cô ta cơ hồ biến thành một người khác, nhưng lại không tạo ra cho người ta bất kỳ vẻ mất tự nhiên nào, một người cho dù có thể thay đổi diện mạo, nhưng khí chất và phong độ thì không thể thay đổi, cho dù anh cố gắng che giấu thì vẫn sẽ lộ ra trong lúc lơ đáng. Cái là tuệ ninh muốn bắt giữ chính là ánh mắt quen thuộc đó. Tần Manh Manh đã hiểu rõ là Tuệ Ninh biết thân phận thực sự của mình. Dưới cái nhìn chăm chú của La Tuệ Ninh, cô ta thoáng có chút bất an, có điều rất nhanh liền chấn định, nói khẽ chào văn phu nhân. La Tuệ Ninh gật đầu, biệt lai like vô dạng, bốn chữ vô cùng đơn giản nhưng bao hàm rất nhiều hàm nghĩa. Trương Đại Quan Nhân đưa Tần Manh Manh vào từ cửa sau rồi xoay người đi ra ngoài. Vào những lúc như thế này, hắn cũng không thích hợp ở đây, để lại cho họ không gian riêng tư là lựa chọn tốt nhất la tuệ ninh mời tần manh manh ngồi xuống thời tiết có chút âm trầm nhiệt độ không khí khá cao cho dù ngồi ở trong sân cũng không thấy một ngọn gió nào khiến cho trong lòng người ta có một loại cảm giác nặng nề tâm tình của tần manh manh bởi vì thời tiết mà cũng cảm thấy áp lực hơn cô ta thậm chí có chút hối hận vì đã đáp ứng gặp mặt la tuệ ninh cô ta không biết nên bắt đầu đề tài giữa hai người như thế nào la tuệ ninh vẻ mặt ôn hòa và bình thản tiểu hoan có khỏe không đi thẳng vào vấn đề không có bất kỳ ý quanh co lòng vòng, chẳng khác nào nói trắng ra thân phận chân chính của tần manh manh. Tần manh manh theo bản năng cắn môi, là tuệ ninh chẳng khác nào nói với cô ta rằng ở trước mặt bà ta không cần thiết phải giấu giếm, thái độ của la tuệ ninh cực kỳ rõ ràng, tránh đi thủ tục thăm dò nhau, trực tiếp đi vào chủ đề, tần manh manh là cô gái thông minh, nếu la tuệ ninh đã ngả bài thì mình cũng không cần thiết phải né tránh, cô ta gật đầu, rất tốt, không ai quấy dày, cuộc sống vô cùng yên tĩnh la tuệ ninh mỉm cười nói mỗi đứa nhỏ đều nên có một thợ ấu vô ưu vô lực mỗi một cha mẹ đều nên thủ hộ bên cạnh chúng tần manh manh nghe ra ẩn ý của la tuệ ninh cô ta cười cười không nói gì la tuệ ninh nói hà tiên sinh là lão bằng hữu nhiều năm của văn gia của tôi đại biểu cho cả nhà chúng tôi xin chia buồn với cô vì sự ra đi của anh ta cảm ơn tần manh manh nói khẽ la tuệ ninh nhìn tần manh manh nhớ tới bộ dạng trước đây của cô ta lại nghĩ tới hà trường an rất nhanh tìm rất nhiều chỗ tương tự nhiều năm như vậy cô ta chưa từng nghĩ giữa hà trường an và tần manh manh lại có quan hệ như vậy thế sự khó lường trên thế giới này quả thực có rất nhiều chuyện trùng hợp la tuệ ninh nói cô có biết tình cảnh của mình hay không tần manh manh gật đầu nói biết vậy sao cô còn trở về tần manh manh nói tôi nên đòi lại công đạo cho phụ thân của tôi la tuệ ninh nhẹ giọng thở dài thù thì vĩnh viễn cũng không báo xong nếu cha cô trên trời có linh thì sẽ không muốn cô đi báo thù, oan oan tương báo khi nào mới dứt cừu hận của đời trước, cô có lẽ có thể hy sinh sinh mệnh của cô cũng không tiếc, nhưng nếu cô chết thì ai sẽ chiếu cố cho tiểu hoan? Mà nó sẽ có một tuổi thơ như thế nào? Tần manh manh mắt đỏ lựng, lời nói của La Tuệ Ninh hiển nhiên đánh trúng chỗ yếu của cô ta, nhưng ánh mắt của tần manh manh rất nhanh liền trở nên kiên định, tôi không qua được cửa này của mình. La Tuệ Ninh gật đầu nói, thật ra rất nhiều ân oán đều là vì không qua được cửa của mình, nguyên nhân căn bản vẫn là oán khí trong lòng đang quấy phá, tôi không phải muốn dạy cô nên làm như thế nào, tôi chỉ là xuất phát từ góc độ của một người mẹ, tôi muốn khuyên cô trước khi quyết định làm một chuyện gì thì nên nghĩ tới cảm thụ của tiểu hoan một chút. Tần manh manh nói, ông ấy tuy rằng không cho tôi một thơ ấu hạnh phúc, nhưng ông ấy cho tôi sinh mệnh, nếu không gặp lai like được ông ấy, tôi có lẽ đã chết từ lâu rồi, tiểu hoan cũng sẽ không có hạnh phúc gì cả cô ta ngẩng đầu, dũng cảm nhìn vào hai mắt của La Tuệ Ninh, Văn Phu Nhân, tôi biết bà đang nghĩ gì, tôi có thể thẳng thắn nói với bà, bà lo xa quá rồi, tôi chưa bao giờ sinh ra bất kỳ tình cảm gì đối với Văn Hạo Nam, lúc trước cũng là qua người khác giới thiệu mà gặp mặt, tôi chưa bao giờ có ý với anh ta cả. Nghe thấy Tần Manh Manh nói như vậy, trong lòng La Tuệ Ninh không khỏi sinh ra một chút áy náy, bình tĩnh mà xem xét thì bà ta lần này hẹn Tần Manh Manh gặp mặt, điểm xuất phát không chỉ từ sự quan tâm đối với hậu nhân của lão bằng hữu Hà Trường An, còn có một nguyên nhân quan trọng hơn là vì con trai Văn Hạo Nam, bà ta hiểu rõ tình cảm của con trai đối với Tần Manh Manh, sợ sự xuất hiện của Tần Manh Manh sẽ khơi dậy tình cảm ẩn sâu trong đáy lòng con trai. Là Tuệ Ninh nói khẽ, tôi thừa nhận, tôi lần này hẹn gặp cô quả thực có tư tâm không nhỏ. chương 2159, yêu con thắm thiết hai Tần Manh Manh nói, tôi minh bạch, bởi vì tôi cũng là một người mẹ, vì con trai, tôi có thể bất chấp mọi giá, cho nên bà làm bất kỳ chuyện gì tôi cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ, tôi cũng có thể lý giải suy nghĩ của bà, bà yên tâm, tôi sẽ tránh gặp mặt Văn Hạo Nam." La Tuệ Ninh nhẹ giọng thở dài, có một số việc nhất định không thể trốn tránh, cô còn trẻ tuổi như vậy, khó khăn lắm mới rời khỏi được nơi này, khó khăn lắm mới có được cuộc sống hoàn toàn mới, vì sao lại phải về, cừu hận có thể thay đổi một người, cho dù cô có thể thành công báo thù chờ sau khi cô hoàn thành tâm nguyện rồi, cô cũng sẽ phát hiện tất cả đều đã thay đổi, có lẽ sẽ phát hiện tất cả đều không đáng. Tần manh manh nói, đáng. Nếu cô xảy ra chuyện thì sao? La Tuệ Ninh đã là lần thứ hai hỏi vấn đề này. Tần manh manh nói, anh Dương sẽ giúp tôi chiếu cố nó. Những lời này được thốt ra ngay, không hề phải suy nghĩ lâu. La Tuệ Ninh lại từ trong những lời này của cô ta cảm thấy được gì đó, bà ta nhìn vào hai mắt tần manh manh rồi nói khẽ cô thích Trương Dương. Khi La Tuệ Ninh nói ra những lời này, nội tâm cảm thấy thoải mái, nhưng lập tức trong lòng lại căng ra, bà ta cũng không rõ vì sao lại sinh ra biến hóa tâm lý lớn như vậy. Nói xong câu đó, bà ta thấy mặt tần manh manh đỏ lên, La Tuệ Ninh từ biến hóa vẻ mặt của cô ta đã kết luận suy nghĩ này của mình. Bà ta không hề cảm thấy bất ngờ, Trương Dương nhiều lần cứu tần manh manh từ trong nước lửa, từ xưa Mỹ nhân yêu anh hùng, tiểu tử giống như hắn vốn rất được nữ hài tử thích, tần manh manh sinh ra lòng ái mộ đối với hắn cũng là bình thường. Tần manh manh lại bởi vì những lời này của La Tuệ Ninh là tâm hoảng ý loạn một trận, ở sâu trong lòng của cô ta quả thực rất thích Trương Dương, nhưng cô ta biết Trương Dương đã có người yêu, mình cũng không phải thân trong sạch, chưa bao giờ sinh ra hy vọng xa vời khác, trong hiện thực, cô ta là con gái nuôi của Từ Lập Hoa, em gái nuôi của Trương Dương. Sớm đã quyết định chôn sâu tình yêu đó dưới đáy lòng, trừ những điều đó ra thì không bao giờ nghĩ gì nữa. Cho tới nay cô ta che giấu rất tốt, có thể nói là Tuệ Ninh là người đầu tiên vạch trần chuyện này. Tần manh manh lắc đầu, văn phu nhân hiểu lầm rồi, tôi vẫn luôn coi anh ta là anh ruột của tôi, tôi có thể sống đến bây giờ tất cả là nhờ có anh ta giúp, nếu không có anh Dương, tiểu hoan chỉ sợ đã chết từ lâu rồi, nếu như vậy thì tôi cũng sẽ không sống một mình. Là tuệ ninh nào có chịu tin, nhưng bà ta cũng không nỡ tiếp tục truy hỏi, trong lòng thầm than oan nghiệt, tiểu tử Trương Dương này lưu tình khắp nơi, khiến bao nữ hài tử ái mộ hắn, thật sự không biết về sau hắn định ứng đối với cục diện phức tạp như vậy nên như thế nào. Bà ta lập tức lại nghĩ, chuyện tình cảm của người trẻ tuổi không cần bà ta hỏi đến, mọi người có tạo hóa của riêng mình. Là Tuệ Ninh nói khẽ cái chết của cha cô có liên quan tới cha Tấn Bắc Ư. Bởi vì ở hiện trường tiệc tối từ thiện tối hôm qua, là Tuệ Ninh chính mắt thấy Tần Manh Manh và cha Tấn Bắc đấu nhau, cho nên mới hỏi như vậy thật ra bà ta đã đoán được mấu chốt trong đó. Tần manh manh nói, chuyện không có chứng cứ tôi không thể nói lung tung. Cô ta nhìn đồng hồ, đề xuất cáo từ, văn phu nhân, tôi lát nữa còn có việc làm ăn phải bàn. La Tuệ Ninh gật đầu nói, cô đi đi, những lời tôi nói với cô vừa rồi xin cô hãy cân nhắc cho kỹ. Tôi sẽ... Tiến bước tần manh manh rồi, Trương Dương về bên cạnh La Tuệ Ninh, nhìn thấy ánh mắt của La Tuệ Ninh bao phủ vẻ lo lắng, thì thấp giọng hỏi mẹ nuôi, nói thế nào rồi. Là Tuệ Ninh nói, xem ra cô ta lần này sẽ không dễ dàng rời khỏi. Trương Dương thở dài nói, con cũng đau đầu bởi vì chuyện này dây, rất nhiều người đều biết thân phận của cô ta, nếu chuyện này truyền tới chỗ tần ra, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua cho cô ta. Là Tuệ Ninh nhìn Trương Dương rồi nói, Hạo Nam cũng biết chuyện này ư. Thật ra là Tuệ Ninh đã sớm liệu đến được chuyện này, trên thế giới không có yêu vô cớ vô duyên, cũng không có hận vô duyên vô cớ, cừu hận của con trai đối với Trương Dương tuyệt không đơn giản như vậy. Người yêu quá sinh hận, chuyện như vậy chẳng lạ lùng gì, nhưng không ngờ lại xuất hiện trong nhà của mình, có lẽ bà ta nên nói chuyện tử tế với con trai. Trương Dương nói, mẹ nuôi, mẹ yên tâm, con sẽ bảo trì khắc chế. La Tuệ Ninh nói, người mẹ lo lắng không phải là con, Hạo Nam nếu biết cô ta quay trở về trong nước, không biết sẽ có phản ứng như thế nào. Trương Dương nói, tình cảm của anh ta và tình cảm đã ổn định, theo lý thì chuyện này sẽ không tạo thành kích thích quá lớn đối với anh ta. La Tuệ Ninh nói, Trương Dương, mẹ Thủy Trung cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy, cha Tấn Bắc không phải kẻ ngốc, hắn là một thương nhân, hơn nữa ra thế phi phàm, loại chuyện bắt cóc giết người theo lý hắn sẽ không làm, cái chết của Hà Trường An quá mức rõ ràng, người khác sẽ dễ dàng nghĩ đến hắn. Trương Dương nói, con cũng cảm thấy hắn không thể ngốc như vậy, nếu chuyện của hà trường an không phải hắn thì như vậy tần manh manh chẳng phải là chọn sai mục tiêu báo thù ư la tuệ ninh nói bất kể như thế nào thì chuyện này con cũng phải làm rõ nhanh một chút nếu có thể thuyết phục cô ta rời khỏi thì không còn gì tốt hơn chúng ta nếu có thể nhìn thấu thân phận của cô ta thì người khác cũng có thể tần ra đối với cái chết của tần trấn đông vẫn canh cánh trong lòng nếu bọn họ biết chuyện này mẹ thấy cô ta sẽ phiền toái cha tấn bắc và đại ca cha tấn nam cùng nhau ngồi ở trong sân uống trà đối với đại ca của mình, cha tấn bắc trước giờ luôn rất bội phục, hắn vĩnh viễn không làm được tứ bình bát ổn như đại ca, với niên kỳ của đại ca đã có thể làm được tới vị trí trước mắt là rất khó, càng khó hơn là mỗi một phái đều vô cùng thưởng thức y. Cha tấn nam nhấp ngụm trà, ngước mắt lên nhìn trời, hôm nay thời tiết không tốt lắm, nặng nề hình như sắp mưa, y nói khẽ không khí kinh thành không được như xưa. Cha tấn bác ừ một tiếng, trong đầu lại nghĩ đến những chuyện khác ánh mắt của cha tấn nam quan sát mặt em trai một chút rồi nói khẽ cậu hình như có chút không yên lòng cha tấn bắc nói có ư cha tấn nam cười nói là huynh đệ nhiều năm như vậy cậu có tâm sự gì thì không thể qua được mắt tôi tôi luôn cảm thấy cậu tới lúc nên nghỉ ngơi một chút rồi cha tấn bắc nói em có phải làm gì đâu cả ngày đều nghỉ ngơi mà cha tấn nam nói cái gọi là nghỉ ngơi không phải chỉ trên thân thể mà là ở chỗ này y chỉ chỉ vào đầu mình cha tấn bắc nói anh nói như vậy em thực sự cảm giác mình có chút mệt mỏi nghe nói cậu ở trên tiệc tối từ thiện gặp chút phiền toái cha tấn bắc lắc đầu nói không tính là phiền toái gì cả chỉ bị một vãn bối đoạt mất phong đầu cha tấn nam nói trường giang sóng sau đè sóng trước cậu cũng không còn trẻ tuổi nữa tội gì phải tranh khí phách với đám hậu bối này vì sao không cân nhắc lập một gia đình cha ra chúng ta đời này vẫn chưa có nam đinh cha tấn bắc bật cười ha ha đại ca không ngờ anh phong kiến như vậy, đã là thời đại nào rồi, nam nữ như nhau cả thôi, nếu anh thực sự để ý như vậy thì bảo chị dâu sinh thêm đứa nữa đi. chương 2160, yêu con thắm thiết ba. Cha tấn nam cũng cười, chị dâu cậu chỉ sợ là không sinh được nữa, tôi thấy cậu và Khư Phượng Tiên rất môn đăng hộ đối. Cha tấn bắc nói, bọn em chỉ là quan hệ hợp tác, trên tình cảm không có bất kỳ dính dáng gì, anh để ý như vậy thì dứt khoát bảo tiểu vi tìm cho anh đứa con rể về sau sinh con trai thì dùng họ trai nhà ta nhắc tới con gái cha tấn nam không khỏi nhíu mày thở dài nói thật sự không biết nhà đầu này nghĩ gì đứa nhỏ khác tới tuổi của nó ai cũng có đôi có cặp rồi chỉ có mỗi nó vẫn cô đơn chiếc bóng tôi thực sự không rõ nó vì sao lại không vội nhỉ cha tấn bác nói có lẽ trong lòng nó đã có người rồi cha tấn nam nheo mắt lại nhìn hắn Cha tấn Bắc ho khan một tiếng. Em thấy nó và Trương Dương đi lại rất thân thiết. Cậu có điều. Cha tấn Nam nói, tiểu tử đó không phải là con rể của Tống Hoài Minh ư? Cha tấn Bắc nói, nghe nói gần đây đã chia tay với con gái của Tống Hoài Minh rồi. Cha tấn Nam lắc đầu nói, tôi biết hắn, từng nghe nói một số chuyện về hắn. Thằng ôn này trên tình cảm không đáng tin. Cha tấn Bắc nói, suy nghĩ của người trẻ tuổi chúng ta không nắm bắt được đâu mà thật ra cho dù nắm bắt được thì bọn họ cũng chưa chắc đã chịu nghe chúng ta. Cha Tấn Nam nói, biết rõ chuyện không thể thì nhất định không thể để mặc phát triển được. Cha Tấn Bắc nói, vốn Giang Quang Á cũng là một tiểu tử rất tốt, đáng tiếc giữa hắn và cha Vi lại không có kết quả. Đại ca, thật ra còn có một nhân tuyển, em họ Khư Phượng Tiên Khư Khải Minh, tiểu tử đó là cao tài sinh của Học viện Nghệ thuật Ngưu Tân, lại là trưởng môn nhân tương lai của Vương Triều Kim Cương cha tấn nam nhíu mày, đứa nhỏ của nhà giàu chưa chắc đã đáng tin. Cha tấn bắc nói, đứa nhỏ đó em biết, phẩm tính không tồi. Nhìn ra được cha tấn bắc vô cùng nhiệt tâm đối với chuyện này, rất muốn tác hợp cha Vi và Khưu Khải Minh. Cha tấn nam đối với chuyện này thì không cảm thấy hứng thú lắm, lạnh lùng nói, chọn ai chủ yếu là ở nó, anh rất thoáng, xuất thân gia thế của đối phương thế nào không quan trọng, quan trọng là phải tốt với tiểu Vi. Di động của cha tấn bác lúc này đổ chuông, là Trương Dương gọi tới, không khỏi cười cười với cha Tấn Nam, đúng là nhắc tới Tào Tháo là Tào Tháo đến, vừa rồi hai người còn nói về Trương Dương. Trương Dương chỉ nói có việc tìm cha Tấn Bắc bàn, cha Tấn Bắc nói, thế này đi, anh tới nhà của đại ca tôi đi, tôi đang ở đây, buổi trưa chúng ta vừa hay cùng nhau ăn một bữa cơm. Trương Dương chấp nhận. Cha Tấn Bắc buông điện thoại rồi nói với đại ca, Trương Dương tìm em có việc, em bảo hắn trực tiếp tới đây. Cha Tấn Nam nói, tôi chỉ không có thời gian gặp lát nữa còn phải đi họp. Cha Tấn Bắc nói, không phải cố ý tránh chứ. Cha Tấn Nam cười nói, hắn cũng không phải là ôn thần, tôi sao phải tránh hắn. Khi Trương Dương tới cha ra thì phát hiện chỉ có cha Tấn Bắc ở nhà, cha Tấn Bắc vẫn ngồi trong hoa viên, đã chuẩn bị một bộ trà cụ mới cho Trương Dương, nhìn thấy Trương Dương tiến vào, hắn cười cười vẫy vẫy tay, tới đây ngồi đi. Trương Đại Quan Nhân cười nói, cha Tổng Thanh nhàn thế. Cha Tấn Bắc nói, tranh thủ lúc rảnh rỗi thôi, nếu suốt ngày bận rộn thì như vậy nhân sinh sẽ mất đi ý nghĩa. Trương Đại Quan Nhân ngồi xuống đối diện cha Tấn Bắc, nói chuyện với cha Tổng luôn có thể có được thu hoạch bất ngờ. Cha Tấn Bắc mỉm cười nói, phủng sát, Trương Dương, anh tìm tôi vì chuyện gì? Hắn đã đoán được Trương Dương lần này tới chơi 89 phần 10 có liên quan tới tần manh manh, nhưng hắn sẽ không chủ động vạch trần. Trương Dương trước tiên tặng hai hộp trà, cũng không phải là hắn cung kính đối với cha Tấn Bắc, mà là tới cha gia thì dù sao cũng không thể đăng môn với tay không, hai hộp trà này vốn là muốn tặng cho cha Tấn Nam, nhưng cha Tấn Nam không có nhà, liền thuận tay đưa cho cha Tấn Bắc. Cha Tấn Bắc nhìn nhìn hộp trà rồi nói, "Vô công bất thụ lộc, anh tặng trà cho tôi có phải có chuyện muốn tôi làm không?" Trương Dương cười nói, "Đừng nghĩ nhiều, trà này là để cảm tạ anh đã giúp tôi ra công bộ trang sức phỉ thúy đó." Cha Tấn Bắc nói, anh nói như vậy thì tôi yên tâm thoải mái mà nhận rồi, có điều việc đó tôi cũng đâu bỏ sức gì đâu, người anh nên cảm tạ là cha vi. Trương Dương nói, cô ta không ở đây à? Cha Tấn Bắc nói, tôi cũng không rõ lắm, người tuổi trẻ các cậu so với tôi còn bận hơn, vừa công tác vừa yêu đương, tôi cũng mấy ngày rồi không gặp nó. Trương Dương từ lời nói của cha Tấn Bắc nghe ra sự ám chỉ nào đó, hắn đối với cha Tấn Bắc cũng coi như là hiểu, thằng cha này gian xảo như quỷ lời nói của hắn chưa chắc đã đáng tin trương dương nếu thuận theo lời nói của hắn mà hỏi thì kiểu gì cũng lọt vào bẫy của hắn trương dương không tiếp tục đề tài này nữa cầm chén trà lên uống một ngụm trà rồi nói trà này không tồi phượng hoàng đan tung cha tấn bắc mỉm cười nói biết hàng trương dương nói cha tổng nghe nói chuyện hà trường an qua đời chưa cha tấn bắc thở dài nói tôi cũng vừa mới biết trương dương cẩn thận quan sát vẻ mặt của hắn không hề nhìn ra sự huyễn hoặc nào cha tấn bắc chắc không nói dối. Trương Dương nói, cha tổng nghe ai nói. Cha Tấn Bắc nói, chuyện xảy ra trên tiệc tối từ thiện tối hôm qua anh cũng nhìn thấy rồi đó, Hà Vũ Mông vừa xuất hiện đã nhầm vào tôi. Trương Dương cười nói, biểu hiện của cha Tổng tối hôm qua rất rộng lược, nhìn ra được anh rất thích bức ngọc đó, có điều vẫn nhịn đau mà bỏ những thứ yêu thích. Cha Tấn Bắc nói, gì mà nhịn đau, tôi sống được nửa đời người rồi, không thể càng sống càng trở lại, so đo với một nữ hài tử trẻ tuổi hắn tạm dừng một chút rồi lại nói chuyện này vô cùng kỳ quái tôi không hề đắc tội với cô ta nếu nói có chút khúc mắc thì chính là tôi tiếp nhận mỏ vàng của hà trường an ở châu phi nhưng mỏ vàng đó tôi cũng không phải trực tiếp có được từ trên tay cô ta lúc trước tôi đưa ra điều kiện cực kỳ hậu đãi để muốn tiếp nhận từ tay cô ta nhưng cô ta không muốn song trước đó không lâu cô ta đột nhiên sang nhượng lại mỏ vàng tôi là nhận được tin tức từ chỗ vu đông xuyên gián tiếp mua lại mỏ vàng hiện tại xem ra hiện tại xem ra cũng không phải là chuyện tốt gì. Tôi vừa mới tra được tin tức Hà Trường An qua đời. Trương Dương nói, Hà Trường An ở Canada bị người ta bắt cóc, bọn cướp đề xuất bắt Hà Vũ Mông chuyển nhượng mỏ vàng châu Phi. Hà Vũ Mông vì cứu Hà Trường An, đồng ý chuyển nhượng không ràng buộc mỏ vàng, nhưng bọn cướp không hề giữ lời hứa, sau khi lấy được hợp đồng chuyển nhượng thì giết Hà Trường An. Cha Tấn Bắc thở dài, đây căn bản là đổ oan lên đầu tôi, tôi làm ăn trước giờ đều là tuân theo pháp luật sao có thể đi làm chuyện bắt cóc giết người trương dương nhìn cha tấn bắc ánh mắt lộ ra vẻ sâu xa khó hiểu cha tấn bắc nói anh không tin tôi ư trương dương lắc đầu nói tôi tin anh hay không không quan trọng mấu chốt là hà vũ mông không tin anh cha tấn bắc nói anh cho rằng tôi sẽ làm ra chuyện ngu mốc như vậy ư tôi thừa nhận tôi rất muốn có được mỏ vàng đó của hà trường an nhưng tôi sẽ không thông qua thủ đoạn phi pháp Hà Trường An chết, mỏ vàng hiện giờ ở trong tay tôi, tôi vì sao phải làm quá rõ ràng như vậy? Vì sao chủ động rước lấy phiền toái này? Nếu tôi biết những việc này, cho dù là đem mỏ vàng tặng không cho tôi tôi cũng trả nhận. Trương Dương nói, anh là thông qua ai để mua lại mỏ vàng này? Vu Đông Xuyên, hắn nói Hà Vũ Mông muốn chuyển nhượng mỏ vàng, còn nói Hà Trường An bắn tiếng nói hắn không muốn tiếp tục kinh doanh nữa, sang tay chỉ có một điều kiện, chính là không bán cho tôi, cho nên Vu Đông Xuyên nghĩ ra một phương pháp, chuyển nhượng từng bước, mỏ vàng qua tay lần mới đến tay tôi, tôi vốn cho rằng mình nhặt được đại tiện nghi, nhưng không ngờ lại nhặt được một phiền toái. Trương Dương nói, Vu Đông Xuyên này rõ ràng là luật sư của Hà Trường An, lại ăn cây táo, rào cây sung, giúp đỡ anh đi mưu đồ mỏ vàng của Hà Trường An, loại người như vậy đa số là không thể tiến nhiệm. Anh hiện tại gặp phiền toái, không phải vì bất kỳ ai mà là vì hai chữ tham dục cha tấn bắc thở dài nói tôi thừa nhận phiền toái lần này đích xác là tôi tự chuốc lấy hắn cầm chén trà lên uống một ngụm vẻ mặt ngưng trọng trương dương anh tới tìm tôi không phải là để đặc biệt chê trách tôi chứ trương dương nói tôi là loại người này ư cha tấn bắc lắc đầu anh tin hay không nghe thấy tin hà trường an chết trong lòng tôi không hề cảm thấy vui vẻ ngược lại cảm thấy buồn bã những lời này nếu bị người khác nghe thấy thì có lẽ sẽ nói tôi dối trá hoặc là sẽ nói tôi già mồm nhưng tôi thực sự không thấy vui chút nào tôi và hà trường an mặc dù ở trên sinh ý từng có cạnh tranh nhưng tôi đối với hắn cũng không có thủ riêng gì tôi thưởng thức năng lực kinh thương của hắn tôi cũng thừa nhận trên thương trường tôi không bằng hắn trương dương nói người thông minh tiếc nhau có thể là trên người các anh có rất nhiều chỗ tương tự cha tấn bắc nói lợi ích chúng tôi đều là thương nhân cái chúng tôi nhìn thấy là lợi ích thật ra không phải thương nhân nào cũng bạc tình bạc nghĩa chỉ là chúng tôi làm cái nghề này nhất định phải học được cách khống chế tình cảm. Thật ra tình cảm chân chính trong lòng chúng tôi là vô giá, chỉ là người khác nghĩ chúng tôi là con buôn, người khác cho rằng trong lòng chúng tôi cái thân nhất là tiền tài. Anh chắc có thể hiểu tôi, tựa như trong mắt người ngoài thấy các anh là quan viên thì cho rằng trong mắt các anh chỉ có quyền lực. Trương Dương bật cười. Trương 2161, yêu con thắm thiết 4. Cha Tấn Bắc nói, tôi hiện tại thực sự có chút không cười nổi nữa rồi. Hà Vũ mông tìm tới mấy lão bằng hữu ngày xưa của Hà Trường An, hiện tại đang mưu đồ bí mật thu mua tinh toản của tôi. Trương Dương nói, tôi không rõ chuyện trên thương trường, tôi chỉ biết là Hà Vũ mông cho rằng là anh hại chết cha của cô ta, cô ta muốn tìm anh báo thù. Cha Tấn Bắc nói, bằng hữu của thương nhân thực sự rất ít, nếu Vu Đông Xuyên có thể phản bội Hà Trường An, như vậy người khác cũng có thể phản bội, tôi cũng không sợ Hà Vũ mông. Nói tới đây hắn tạm dừng một chút, thật ra cô ta là ai thì tôi cũng tra được rõ ràng rồi, nhưng tôi sẽ không nói ra, tôi làm việc cũng có nguyên tắc của mình, người y tôn kính là Hà Trường An, cho nên tôi sẽ thủ hạ lưu tình với hậu đại của hắn. Trương Dương chậm rãi hạ chén rượu xuống, cha tổng là muốn bảo tôi chuyển cáo cho những lời vừa rồi với cô ta ư? Những lời này của cha Tấn Bác đã nói rất rõ ràng, hắn đã sớm biết thân phận thực sự của Hà Vũ Mông, Trương Dương đối với việc này cũng không ngạc nhiên là tuệ ninh có thể tra ra thì người khác cũng có thể tra ra hiện tại ngay cả văn Hạo nam cũng đã biết tần manh manh vẫn còn sống nhưng vậy không giấu được bao nhiêu người nữa cha tấn bắc nói phó chính thanh cũng là một lão hồ ly hà vũ mông tìm hắn nhờ chủ trì công đạo thì trăm ngàn lần đừng để bị lão gia hỏa này này lợi dụng thất phu vô tội hoài bích có tội hà trường an để lại cho hà vũ mông tất cả tài sản của hắn tôi có thể nói nước cờ này của lão hà không hề cao minh nếu tôi là hắn thì tôi sẽ không để lại cho con cái quá nhiều, để lại càng nhiều thì con cái càng gặp nhiều nguy hiểm, trên thế giới này không an toàn nhất chính là kẻ có tiền, nếu Hà Vũ Mông là con gái của tôi, tôi chỉ đảm bảo cô ta có thể cả đời không phải lo cơm áo. Trương Dương không nói gì, nhưng cảm thấy những lời này của cha Tấn Bắc rất có đạo lý. Cha Tấn Bắc nói, lời anh nói cô ta có thể nghe, Trương Dương, tôi không muốn gánh nỗi oan này, anh giúp tôi giải thích một chút. Trương Dương nói, tôi thấy cô ta hiện tại không nghe lời ai đâu. Cha Tấn Bắc nói, Trương Dương, tôi không giấu gì anh, tôi tuy rằng có thể bảo trì khắc chế, nhưng khắc chế của tôi cũng có hạn độ thôi, nếu cô ta thực sự xúc phạm tới lợi ích của tôi thì tôi sẽ không thủy chung nhẫn nhịn như vậy đâu. Trương Dương nói, uy hiếp ư, những lời này anh đừng có nói ra trước mặt tôi, bởi vì tôi sẽ tận hết mọi khả năng để bảo vệ an toàn cho cô ta. Cha Tấn Bắc bật cười, tôi thưởng thức nhất chính là sự thẳng thắn của anh trương dương nói thường thường thưởng thức chỗ nào đó có người khác thì nhất định là chỗ mình thiếu cha tấn bắc cười ha ha cười tới chảy cả nước mắt tôi không đủ thẳng thắn ư ha ha anh nói tôi không đủ thẳng thắn ư trương dương nói tôi quen cha tổng cũng được rất nhiều năm rồi nhưng tôi thủy chung vẫn không hiểu anh cha tấn bắc nói một người che giấu mình càng sâu thì chứng minh người càng này càng sợ bị thương tổn tôi là người rất yếu ớt trên tình cảm hắn nhìn trương dương từ vẻ mặt từ chối cho ý kiến của trương dương biết trương dương không tin nhưng cha tấn bắc thì lười giải thích trương dương nói tôi phải đi rồi cha tấn bắc nói tôi đã cho người chuẩn bị cơm trưa rồi ở lại uống với tôi mấy chén đã lâu rồi không được nói chuyện thoải mái như hôm nay trương dương do dự một chút vẫn gật đầu đáp ứng khi ăn cơm cha tấn bắc nhớ lại tình cảnh cùng tranh đấu với hà trường an trước đây ngẫm lại giống như mới phát sinh ngày hôm qua Bên trong ngôn ngữ bao hàm ý thổn thức. Trương Dương nói, thì ra trên đời này không chỉ có người cùng nghề ghen tị nhau, còn có người thông minh thương tiếc nhau. Nụ cười của cha Tấn Bắc ít nhiều lộ ra vẻ chua xót, trong lòng anh tám phần đang nói thỏ tử hồ bi. Hai người đều bật cười, trong lòng Trương Dương quả thực nghĩ như vậy. Cha Tấn Bắc nói, người sống trên đời, không ai biết mình ngày nào thì gặp xui xẻo, Hà Trường An tung hoành thương giới nhiều năm như vậy, hắn không ngã dưới tay của đối thủ cạnh tranh cuối cùng vẫn ngã xuống trước quyền lực. Trương Dương nói, trên thương trường bước mỗi bước đều phải cẩn thận. Cha Tấn Bắc lắc đầu, nói chuyện trên đời đều có nhân quả, Hà Trường An có thể tích lũy được tài phú lớn như vậy, chỉ dựa vào làm ăn quy củ là không thể, cho nên hắn khẳng định đã trải qua rất nhiều chuyện ngoài pháp luật, thậm chí là rất nhiều chuyện trái pháp luật, đây không phải tôi nói xấu hắn, mà làm ăn trong nước không thể tránh khỏi phải phát sinh liên hệ với quan viên một khi xảy ra liên hệ thì thường thường sẽ trôn xuống họa ngầm. Hà Trường An lúc trước bị bắt, tôi cũng không bất ngờ, nếu tôi cứ đi tiếp trên con đường này, nói không chừng có một ngày tôi cũng sẽ gặp phải tình cảnh như của hắn. Trương Dương nói, những lời không may này đừng nói. Tôi vẫn luôn hy vọng những người có tiền mà tôi quen đều bình an, nếu không về sau làm sao còn nhiều người mời tôi ăn cơm. Cha Tấn Bắc cười ha hả, lúc này bên ngoài truyền đến giọng nói dễ nghe như chuông bạc của cha vi chú hai chuyện gì mà khiến chú vui thế cha tấn bắc cầm chén rượu lên hướng về phía trương dương rồi nói anh ta rượu gặp chi kỷ ngàn chén cũng ít trương đại quan nhân cười nói với cha vi không được cô cho phép đã tới nhà cô ăn cơm chớ trách chớ trách cha vi tiếp lời cha tấn bắc không hợp ý thì nửa câu cũng nhiều cha tấn bắc nói tiểu vi ăn cơm chưa cha vi nói ăn rồi vậy ngồi xuống chén rượu đi, dù sao Trương Dương cũng không phải là người ngoài. Cha Vi có chút tò mò nói, hai người từ lúc nào trở nên thân thiết thế. Trương Dương nói, quan hệ của tôi và cha Tổng vẫn luôn rất thân thiết mà. Cha Vi cười nhạt đối với lời này của hắn, lúc này điện thoại của Trương Dương vang lên, là tiết vĩ đồng tìm hắn, chỉ nói có chuyện gấp, Trương Dương mượn cơ hội đứng dậy cáo từ. Cha Vi chủ động tiến hắn ra cửa, tới ngoài cửa thì phát hiện Trương Dương không hề lái xe tới đây, cha vi, anh không phải quen uống rượu lái xe rồi ư. Sao, hôm nay đổi tính à? Trương Dương nói, bắt xe tới, tôi không thích chiếm tiện nghi của nhà nước. Đó là đạo đức tốt, tôi đưa anh. Trương Đại Quan Nhân lắc đầu, thôi, tôi sợ cô ở nửa đường lại bắt tôi xuống. Cha Vi cười cười đấm vào vai hắn một cái, con người anh sao nhỏ nhen vậy. Trương Dương cũng bật cười thế là cha vi lái xe của cô ta tới trương đại quan nhân lần này đổi sang ngồi ở ghế sau cha vi nói ôi thực sự coi tôi là lái xe à trương dương nói cả người tôi đầy mùi rượu sợ lại hun cô à mở cửa nóc đi cha vi nói chú hai tôi tìm anh có chuyện gì vậy không có chuyện gì cả chỉ tới nói chuyện phiếm cảm tạ hắn trương dương đang muốn nói cảm tạ hắn giúp tôi ra công bộ trang sức phỉ thúy đó nói được một nửa thì vội vàng nuốt lại mình như vậy không phải là hay quên ư? Lần trước cũng bởi vì chuyện này mà đắc tội với Cha Vi, cha đại tiểu thư tức giận liền đuổi mình xuống xe, sai lầm đồng dạng ta không thể phạm lần thứ hai được. Cha Vi từ gương chiếu hậu nhìn Trương Dương, dĩ nhiên đoán được hắn muốn nói gì, nói khẽ, đừng sợ, lần này tôi tuyệt đối sẽ không đuổi anh xuống xe đâu. Trương Dương nói, tôi không sợ. Cha Vi nói, có câu nói rất đúng, là của anh thì chung quy là của anh, không phải của anh thì cố gắng mấy cũng uổng phí trương dương nói không hiểu vẻ đọc nhịu à thật ra cái của hai chúng ta không giống nhau cha vi nói trương dương tôi càng lúc càng phát hiện anh không phải là người tốt trương dương nói cha vi chúng ta ít nhất cũng là bằng hiếu cô không thể cứ mỗi lần gặp nhau là xuất khẩu đả thương người được tôi tốt xấu gì cũng là người có chút lòng tự trọng cha vi nói tôi không hiểu sở yên nhiên có điểm nào không tốt anh và người ta nói chia tay là chia tay mà vừa chia tay không được bao lâu lại đi thông đồng với Kiều Mộng Viện, còn nhọc lòng tặng tín vật đính ước cho Nga ta. Trương Dương cười khổ nói, trời đất chứng giám, bộ trang sức đó là Kiều Lão ủy thác tôi làm theo yêu cầu, cha Vi à, cô sao mà đầy mùi giấm chua thế, xem ra tình căn đối với với tôi là cắm dễ rất sâu rồi. Cha Vi nói, anh sao không hắt nước đái lên mà xem lại đức hạnh của mình đi, tôi mà yêu anh ư. Trương Đại Quan Nhân quả nhiên vươn tay ra cởi thắt lưng. Cha Vi kinh hô một tiếng, đạp phanh, nói anh làm gì thế? Trương Dương nói, không phải cô bảo tôi hắt nước đái lên xem lại đức hạnh của mình ư? Lưu Manh, ban ngày ban mặt mà dám dở trò Lưu Manh, có tin tôi báo cảnh sát bắt anh không? Trương Đại Quan Nhân cũng chỉ làm bộ để dọa cô ta thôi, ban ngày ban mặt lại đi cởi quần, hắn cũng không thích làm chuyện thấp kém như vậy. Trương Đại Quan Nhân cười nói, cô cũng báo cảnh sát một lần rồi, tôi tin, cô có thể làm nữa. Cha Vi nói, ai, tôi nói này, sao anh nghịch như trẻ con thế? Trương Dương nói, hai ta quen nhau lâu như vậy, tôi thế nào cô còn không biết à? Biết tôi hay nghịch mà cô còn đối với tôi như vậy, chứng minh khuôn mặt này của tôi vẫn có chút sức hấp dẫn. Cha Vi gắt, ghê tởm, tôi thật sự là không chịu nổi anh, anh đi đâu? Giờ vẫn chưa nói cho tôi à? Trương Dương nói, tiệm xe sang, chỗ của Tiết Vĩ Đồng. Trương 2162 Mỹ Nam kế một. Cha Vi nói, cũng đừng trách tôi không nhắc nhở anh, Tiết Vĩ Đồng là em gái nuôi của anh. Trương Đại Quan Nhân cười nói, tôi nói này cha Vi, không ngờ bên trong tiểu sinh đẹp như cô Toàn là tư tưởng xấu xa, tôi là loại người này ư. Tôi là người có tiết tháo. Cha Vi nói, hôm nay thời tiết không tồi. Hai người vừa đi vừa đốp chát nhau, tới tiệm xe sang, cha Vi thả Trương Dương xuống. Trương Dương lập tức tới văn phòng của Tiết Vĩ Đồng, đi xuyên qua cửa sổ thủy tinh sát đất, nhìn thấy Tiết Vĩ Đồng đang ngồi trong văn phòng nhìn máy tính trước mặt tới ngơ ngác xuất thần, Trương Dương gõ cửa phòng, Tiết Vĩ Đồng mới giật mình vẫy vẫy tay với hắn, ra hiệu bảo hắn vào. Trương Dương đẩy cửa đi vào, mỉm cười, rèm cũng không kéo, làm việc trong suốt hóa à. Tiết Vĩ Đồng nói, cứ chớp trước khó coi quá, em bảo họ đổi lại, cảm thấy sau khi bỏ cửa chớp đi thì thoải mái hơn nhiều. Trương Dương nhìn chung quanh một chút rồi mỉm cười nói, tìm anh tới đây gấp như vậy, rốt cuộc là có việc gì? Tiết Vĩ Đồng nói, Tam ca, em, cô ta lộ ra vẻ có chút thẹn thùng, muốn nói lại thôi. Trương Đại Quan Nhân trong lòng lập tức cảnh giác, trước đây Chu Hưng Quốc từng nhắc nhở hắn, Tiết Vĩ Đồng có ý tứ đối với hắn, nếu chuyện này là thật, Tiết Vĩ Đồng chắc không phải muốn thổ lộ với mình chứ. Nếu thực sự là như vậy thì phiền phức rồi trương dương nói em nếu cảm thấy không tiện thì thôi đừng nói với anh đừng nói tiết vĩ đồng cắn cắn môi nói là như vậy cha em gần đây ở bên ngoài hình như có nữ nhân trương dương vừa nghe thấy là chuyện này thì không khỏi bật cười ha ha tiết vĩ đồng nhìn thấy hắn như vậy thì không khỏi có chút tức giận cười cái gì mà cười có gì buồn cười trương dương nói đây là chuyện tốt cha em hiện tại đang độc thân tìm bạn gái cũng là rất bình thường cho dù kết hôn sinh con cũng bình thường, là con gái em không nên phản đối, em ngược lại nên ủng hộ mới đúng." Tiết Phí Đồng nói, nữ nhân đó rất trẻ tuổi. Cô ta nói xong liền từ trong ngăn kéo lấy ra một tấm ảnh. Trương đại quan nhân cầm ảnh xem, nữ nhân trên ảnh rất đẹp, khoảng 30 tuổi, ảnh là chụp vào buổi tối, mặc dù có chút mờ nhưng vẫn có thể nhìn ra khí chất của cô ta không tồi. Tiết Phí Đồng nói, em rất tức giận, ông ấy lừa em Trương Đại Quan Nhân lại nghĩ Tiết Vĩ Đồng nói với mình chuyện này rốt cuộc là có dụng ý gì. Tuy rằng hắn và Tiết Vĩ Đồng là huynh muội kết bái, nhưng tình cảm của Tiết Thế Luân là chuyện riêng của hắn, nào có đến lượt mình xen vào. Hắn ho khan một tiếng rồi nói, "Cái đó, em định bảo anh làm gì?" Tiết Vĩ Đồng nói, "Em muốn tra lai lịch của nữ nhân này." Trương Đại Quan Nhân không khỏi cười nói, "Em có thể đi tìm thám tử tư, phương diện này anh không am hiểu." Tiết Vĩ Đồng nói, em không muốn làm ra động tính quá lớn, cho nên nghĩ tới nghĩ lui, đã nghĩ ra Mỹ Nam Kế. Mỹ Nam Kế, Trương Đại Quan Nhân lập tức minh bạch nguyên nhân chân chính mà Tiết Vĩ Đồng tìm mình, hắn cười khổ nói, muội tử à, anh không thể giúp việc này được, phải nói rằng cha em cũng không dễ dàng gì, cực khổ nuôi em lớn, giờ con gái lớn rồi, hắn cuối cùng cũng có thể theo đuổi hạnh phúc thuộc về mình, em không ngờ muốn dùng Mỹ Nam Kế với người ta, tính kế cha em thì không sao, còn lôi cả anh vào em gái à, thế cũng quá ác rồi. Tiết Vĩ Đồng nói, nếu nữ nhân này thật tình với cha em thì thôi, nhưng em phát hiện chuyện này có chút không đúng. Em đã điều tra ghi chép tín dụng gần đây của cha em, trong một tháng này ông ất bỏ rất nhiều tiền để mua rất nhiều đồ, có ô tô, có trang sức, hơn nữa nhà nữ nhân này hiện tại đang ở cũng là đứng tên cha em. Trương Đại Quan Nhân hiện tại đã triệt để minh bạch rồi, Tiết Vĩ Đồng là đang lo lắng người khác mưu đồ tài sản của nhà bọn họ. Trương Dương nói: "Muội tử à, anh thấy chuyện này em không cần thiết phải chuyện bé xé ra to, với đầu óc của cha em, trên đời này nữ nhân của hắn có thể lừa hắn không nhiều đâu." Trương Đại Quan Nhân trong lòng thực sự nghĩ như vậy, Tiết Thế Luân tuyệt đối là người thông minh, ít nhất mình cũng không đoán ra được suy nghĩ của hắn, hơn nữa Trương Dương cho rằng một loạt chuyện của Bắc Cảng rất có thể có liên quan tới Tiết Thế Luân. Tiết Phí Đồng nói: "Em nào có chuyện bé xé ra to, em là lo lắng cho cha em." Trương Dương nói, hiện tại là thời đại gì rồi, người có tiền bao mấy tình nhân cũng thấy nhiều mà, cha em không thiếu tiền, hơn nữa còn rất phong độ, trong mắt rất nhiều nữ nhân được cho là lão ngũ kim cương vương đó. Tiết Vĩ Đồng nói, ra rồi, kim cương cái gì? Em sao không nhìn ra? Trương Dương bật cười ha ha. Tiết Vĩ Đồng nhìn thấy hắn cười thì không khỏi có chút nóng nảy, chúng ta có phải là huynh muội kết bái hay không, anh rốt cuộc có giúp em hay không? Trương Dương nói, chuyện khác thì anh nguyện ý giúp em, nhưng chuyện này anh thấy, nếu để cha em biết hai người chúng ta thông đồng dở Mỹ Nam kế để đối phó hắn, về sau bảo anh làm sao mà nhìn mặt hắn nữa. Em là con gái của hắn, hắn đương nhiên sẽ không giận em. Tiết Vĩ Nồng nhìn thấy Trương Dương Thủy Trung không chịu đáp ứng thì cuối cùng không nhịn được, cô ta lấy ra một tấm ảnh, tấm ảnh này rõ ràng hơn, chụp cảnh cô gái kia mặc bikini tắm nắng, bên cạnh còn có một nam tử Tây Phương Cường Tráng bôi kem chống nắng cho cô ta. Trương đại quan nhân nhìn ảnh, cảm giác đầu tiên là dáng người của nữ nhân này rất không tồi, chân dài eo nhỏ, chỗ nên to thì to, chỗ nên nhỏ thì nhỏ, nhưng lập tức ý thức được mình không nên đánh giá dáng người của nữ nhân này. Hắn nhìn Tiết Vĩ Đồng rồi nói, muội tử, ảnh này em lấy được từ đâu đấy? Tiết Vĩ Đồng lúc ban đầu hiển nhiên không chuẩn bị đem ảnh này ra, nhìn thấy Trương Dương Thủy Trung không muốn giúp, lúc này mới quyết định lấy ra. Cô ta căm giận nói, anh không cần phải quan tâm, Tóm lại từ những bức ảnh này cho thấy nữ nhân này khẳng định không phải người đứng đắn, cha em mặc dù ở rất lợi hại trên thương trường, nhưng trên tình trường thì cũng không có kinh nghiệm gì. Trương Đại quan nhân cười thầm trong lòng, nghĩ thầm hắn nếu không có kinh nghiệm gì thì làm sao có em, đương nhiên nhưng lời này hắn không thể nói ra trực tiếp được. Tiết Vĩ Đồng nhìn thấy hắn cười thì biết hắn không công nhận lời nói của mình, lập tức nói, em là lấy cha em ra so sánh với anh. Trương Dương nói, em đừng có bôi nhỏ anh anh khác với cha em, anh là người chưa kết hôn. Tiết Vĩ Đồng nói, em không đấu võ miệng với anh, anh rốt cuộc có đáp ứng hay không? Trương Dương nói, em vẫn chưa nói với anh những bức ảnh này là từ đâu mà có. Nếu muốn anh giúp em thì sao không lấy ra chút thành ý nhỉ? Tiết Vĩ Đồng lấy lại ảnh, nói chung là kệ em. Tam ca em nhờ anh chút việc nhỏ như vậy mà anh lại ra sức khước từ ra sức khước từ em, anh rất không có nghĩ khí. Trương đại quan nhân nghe cô ta đã nói tới nước này, chỉ có thể gật đầu, anh giúp em một lần, có điều anh bán đứng nam sắc cũng có hạn độ thôi. chương 2163, Mỹ Nam kế 2 Tiết Vĩ Đồng cười nói, đây mới là anh trai của em chứ, anh yên tâm, em sẽ không đẩy anh vào hố lửa đâu, chuyện này em đã lên kế hoạch tốt rồi. Cô ta ghé vào tai Trương Dương rồi thấp giọng thì thầm. Trương đại quan nhân nghe xong thì vẻ mặt có chút giở khóc giở cười, anh sao cảm thấy chuyện này có chút không chắc cú. Tiết Vĩ Đồng nói, anh không cần quan tâm, xảy ra chuyện thì em gánh. 10 giờ tối, rất nhiều gia đình bình thường trong kinh thành đã bắt đầu chuẩn bị nghỉ ngơi, nhưng dưới núi loạn không ở Bắc Giao thì lại náo nhiệt phi thường, theo biên giới được mở ra, kinh tế phát triển, kinh thành là trung tâm chính trị kinh tế của Trung Quốc, tất nhiên cũng thành nơi tiếp xúc và hấp thu với văn hóa nước ngoài sớm nhất từ nửa năm trước đã có người nhìn chúng sơn đạo nơi này phức tạp hay thay đổi, liền bỏ ra giá lớn nhận thầu vùng này, đổ tiền vào tu sửa đường xá, rất nhanh liền có một câu lạc bộ tiêu phong siêu bào được sinh ra. Cũng coi nơi này là căn cứ huấn luyện của bọn họ, chỉ nửa năm sau đã hấp dẫn rất nhiều thái tử gia và hào phú đời thứ hai của kinh thành, bọn họ đem nội tiết tố bình thường không có chỗ phát tiết dồn hết vào những cuộc đua ở đây. Đoạn sơn đạo này trở thành sân đấu của họ, gọi một cách hoa mỹ là cửu khúc loạn lưu, gọi là cửu khúc, trên thực tế thì những đoạn cua cũng phải trên 20 cái. Tiết Vĩ Đồng vô cùng quen thuộc đối với nơi này, rất nhiều xe thể thao tới đây rêu rao đều đến từ chính tiệm xe sang của cô ta, ngay cả bản thân cô ta cũng từng đấu ở đây, có điều tối nay Tiết Vĩ Đồng không hề xuất hiện. Muốn vào đây phải có thẻ hội viên, cái này đương nhiên không làm khó được Tiết Vĩ Đồng, để điều tra rõ lai lịch của nữ nhân đó, Tiết Vĩ Đồng cũng không tiếc bỏ vốn, đặc biệt cho Trương Dương mượn một chiếc Bugatti Veyron không, tinh năng có thể nói là không gì sánh kịp, có điều Bugatti năm ngoài đã tuyên bố phá sản, chiếc xe này là tiết vĩ đồng thông qua quan hệ từ trong tay chủ nợ của công ty mua lại. Hiện giờ công ty Bugatti đang bàn bạn về việc thu mua, có điều trước mắt chưa thể khôi phục sản xuất, điều này khiến chiếc xe này cơ hồ trở thành không được sản xuất nữa, cho nên trương đại quan nhân lái chiếc Bugatti này tới hiện trường thì lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Trương đại quan nhân vốn không muốn rêu rao như vậy, nhưng thiết vĩ đồng kiên chỉ muốn làm như vậy, trương đại quan nhân lái chiếc quái vật trong 3 giây có thể ra tốc tới 100 km này, trong lòng thực sự có chút không chắc, tài lái xe của hắn chỉ có thể dùng từ bình thường để hình dung, một chiếc quái thú như vậy hắn không thể khống chế được. Tiết Vĩ Đồng cũng không để hắn lái chiếc xe này đi đua, mục đích chỉ có một, hấp dẫn ánh mắt, hấp dẫn nữ nhân đó tới đây, cho Trương Đại Quan Nhân tiện triển khai Mỹ Nam kế của hắn. Trương Đại Quan Nhân phát hiện chiếc xe thể thao siêu cấp này không chỉ là tình nhân trong mắt là nam nhân, ngay cả nữ nhân cũng không chống được mị lực của nó, thằng cha này khi lái chiếc xe thể thao siêu cấp này, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người hắn, nói thực là tập trung trên chiếc xe này, Trương Đại Quan Nhân chỉ là tiện thể được chú ý. Trương Đại Quan Nhân rất tiêu sái đóng cửa xe, lập tức nghe thấy những tiếng kinh thán. Mấy nhân sĩ yêu xe đã không nhịn được chạy tới ngắm nghía chiếc xe này, vẫn có một số người tự trọng thân phận bọn họ chỉ nhìn từ xa. Trương đại quan nhân mới đi được hai bước thì thì mấy nữ lang đua xe xinh đẹp đã vây quanh hắn. Trương đại quan nhân trước giờ cũng không phải là liễu hạ huệ, bốn vị nữ lang khêu gợi uốn éo chung quanh hắn, nhìn thấy một đám ba đào mãnh liệt của đối phương, thằng cha này liền có chút hoa mắt thần mê, có điều cũng may hắn không quên nhiệm vụ chủ yếu lần này mình tới đây, hôm nay là tới để thi triển Mỹ Nam Kế, đối tượng mục tiêu vẫn chưa xuất hiện, tuy rằng mình mị lực 10 phần, nhưng cũng không thể phóng điện lung tung. Người dựa vào cửa xe, trường đại quan nhân phát hiện tiết vĩ đồng tuyệt đối rất am hiểu đạo lý này, hôm nay đặc biệt đem chiếc Bugatti này cho mình mượn, không chỉ bởi vì cô ta hào phóng, còn có một nguyên nhân cô ta không nói rõ, có thể là cảm thấy mị lực của mình vẫn hơi thiếu, không đủ để thành công thi triển cái mà cô ta gọi là Mỹ Nam Kế. Đẹp quá, thực sự rất muốn được ngồi trên xe anh đi hóng gió. Những giọng nói nũng nịu liên tiếp vang lên. Trương Đại Quan Nhân cười nhẹ, lộ ra ánh mắt kiêu căng. Đây cũng không phải là bản tính của hắn. Trương Đại Quan Nhân vẫn luôn là bình dị gần gũi, nhất là ở trước mặt mỹ nữ. Hôm nay thằng cha này cố ý cố ý nặn ra vẻ mặt này, tự cao tự đại cũng phải có vốn để tự cao tự đại. Một tên ăn mày mà lộ ra bộ mặt này với phú ông trăm thì gọi là làm mặt xấu, muốn ăn đòn. Nhưng Trương Đại Quan Nhân biểu hiện ra vẻ ngạo mạn lại không hề kích khởi sự phản cảm của quá nhiều người. đa số người đều cho rằng rất bình thường. Đương nhiên cũng có người cho rằng thằng cha này là tiểu nhân đắc trí, ví dụ như Trần An Bang. Trần An Bang có thể nói là oán hận chất chứa đối với Trương Dương, có điều sau khi ở dưới tay Trương Dương liên tục gặp hạn vài lần, thằng ôn này cũng thành thật hơn rất nhiều, ít nhất không dám chủ động khiêu khích. Giới thái tử kinh thành quen Trương Đại Quan Nhân cũng không ít. Trong đó cũng có kẻ đối đầu như Trần An Bang, song cũng có những bằng hữu tốt, từ kiến quốc và viên tân dân vừa hay ở hiện trường, hai tiểu tử này đang ở vào tuổi tinh lực quá thừa cả ngày chỗ nào náo nhiệt thì tới chỗ đó nhắc tới câu lạc bộ tiêu phong siêu bào cũng có hai người bọn họ tham dự có điều hai người cũng không bỏ vốn chỉ treo cái chức người quản lý con cháu cán bộ cao cấp chính là con cháu của cán bộ cao cấp cho dù là chơi cũng phải làm một cách tổ chức nghiêm mật kết cấu rõ ràng câu lạc bộ này của bọn họ từ trên xuống dưới cơ cấu rõ ràng mỗi người đều có tên mỗi người đều có chức vị hai tiểu tử nhìn thấy là Trương Dương lái một chiếc xe thời thượng như vậy tới đây thì vội vàng đi lên, gạt mấy nữ lang đua xe ra, một tả một hữu kẹp Trương Dương vào giữa, từ kiến quốc tuyết miệng cười nói, em còn tưởng là ai, thì ra là anh Trương, anh cũng về nhỉ, chiếc xe này em tìm tiết ra năn nỉ bao nhiêu, nói đến rách cả miệng mà cô ta cũng chẳng cho em sờ vào lấy một cái, anh vừa vừa xuất mã đã trực tiếp lái tới rồi. Viên tân dân hâm mộ sờ sờ nước sơn trên nắp động cơ, chật chật tán thưởng, quá lợi hại, anh Trương, em dám nói, anh chỉ cần mở cửa xe này ra, tất cả nữ nhân ở đây đều sẽ chen nhau chui vào nằm, có điều. Không gian trong đây hình như nhỏ quá. Từ Kiến Quốc nói, anh thì biết cái gì, cái xe tải ở kia to chưa kìa, nhưng anh thấy nữ nhân nào nguyện ý lăn lộn với anh ở trong đó. Cái cần chính là hương vị, tắc đất tắc vàng, nữ nhân đừng nói nằm ở bên trong, sờ một cái là người mềm nhũn ra rồi. Trương đại quan nhân nghe mà nhíu mày cười mắng, hai thằng nhóc này có thể nghiêm túc tí không? Nói bậy bạ gì đó. chương 2164, Mỹ Nam kế 3. Từ kiến quốc nói, anh Trương, anh có chút vô vị rồi, tới đây mà không nói trước một tiếng, sớm biết anh lái xe này tới đây thì em không đến đâu, không ngờ tối nay tất cả mọi người thành làm nền cho anh. Trương Dương biết hai tiểu tử này lúc nào cũng cợt nhỏ, câu được câu không trò chuyện với bọn họ, ánh mắt thì quan sát chung quanh, không hề nhìn thấy nữ nhân mà Tiết Vĩ Đồng nói. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên nghe thấy tiếng động cơ nặng nề, một chiếc xe thể thao Ferrari màu đỏ xuất hiện trước mắt mọi người, trong tiếng hoan hô của mọi người đó chiếc Ferrari đó rất đẹp lái vào chỗ, làm bốc lên một mảng khói, chuẩn xác đỗ bên cạnh chiếc Bugatti Veyron màu xám của Trương Dương. Hai chiếc xe một chiếc thì cực kỳ uy mãnh, một chiếc thì xinh đẹp quyến rũ, thoạt nhìn rất là hợp đôi. Cửa xe Ferrari kéo lên, một cái chân dài đi tất giấy đen thò ra cơ hồ tất cả mọi người đều bị cặp đùi này hấp dẫn sau đó nhìn thấy một nữ nhân mặc tê sớt armani màu đen váy ngắn màu đen bó sát người mông đi xuống tay để trần đeo kính mắt màu đen tóc đen vấn hờ buộc một cái búi đơn giản ở sau đầu môi đánh đỏ trói hai mắt dưới kính đen có chút xanh xanh khác với người bình thường ánh mắt của cô ta từ đầu tới cuối không nhìn chiếc bugatti veyron đó mà là trực tiếp nhìn vào mặt trương dương từ Kiến quốc ghé vào bên tai Trương Dương nói khẽ, "Cô ta là Hắc Quả phụ, nửa tháng gần đây thường xuyên tới đây chơi, mỗi lần đều đoạt giải nhất." Trương đại quan nhân cười cười, nghĩ thầm Hắc Quả phụ tám phần là đã ngoại hiệu mà đám tiểu tử này đặt người ta. Nữ nhân đó vào lúc quan sát Trương Dương thì Trương Dương cũng đồng thời quan sát cô ta, đem bề ngoài của cô ta và bức ảnh mà Tiết Vĩ Đồng đưa cho mình để so sánh, xác định là cùng một người với trong ảnh. Trương Dương để ý thấy nữ nhân này đi một đôi giày cao gót cao chừng 10cm, dưới khiến cho người ta còn có thể khống chế ô tô rất tự nhiên, thật sự là khiến cho người ta bội phục. Từ kiến quốc đi tới cười ha ha chào hỏi, tới rồi hà. Nữ nhân đó không quan tâm tới hắn, ánh mắt vẫn nhìn chầm chầm vào Trương Dương. Từ kiến quốc mất mặt trước mặt nhiều người như vậy, bị cô ta ghẻ lạnh, vẻ mặt đỏ bừng, có điều da mặt của thằng cha này cũng đủ dày, vẫn cười tươi như hoa viên tân dân thấp giọng nói với Trương Dương, anh Trương, cô ta hình như coi trọng anh. Trương Dương nói, thế à? Viên tân dân ghé vào bên tai Trương Dương rồi nói khẽ, mấy ngày nay rất nhiều người đều muốn làn thân với cô ta, nữ nhân này thật sự rất cao ngạo, chúng em đánh cược với nhau, ai có thể lôi được cô ta lên giường thì mỗi người phải bỏ ra 20 vạn. Trương đại quan nhân cười cười, đám tiểu tử viên tân dân này thật sự là rảnh tới nhàm chán, không ngờ lấy loại chuyện này ra đánh cược đã thế viên tân dân còn thần thần bí bí nói với hắn, không ít tiền đâu, hay là anh cũng tham gia, anh nếu có thể đưa cô ta lên giường, hơn 100 vạn chính là của anh. trương đại quan nhân trừng mắt lườm thằng cha này một cái, viên tân dân buồn bã cúi đầu xuống, cũng không dám nói tiếp nữa. Từ kiến quốc tuyệt đối là da mặt dày hơn cả góc tường thành, tuy rằng bị ghẻ lạnh, nhưng vẫn cợt nhả nói tên tiếng Anh của em là Rosa. Nữ lang áo đen rút ra một điếu thuốc, từ kiến quốc tay mắt lanh lẹ châm lửa cho cô ta, nữ nhân đó hít một hơi, phả khói rồi nói hắn là bằng hữu của anh à. Từ kiến quốc thuận theo ánh mắt của cô ta tìm được Trương Dương, gật đầu nói, ừ, là bạn hữu của anh. Nữ lang áo đen chậm rãi đi tới, tới đối diện Trương Dương, nhìn hắn thật sát. Trương đại quan nhân bình tĩnh tự nhiên nhìn lại cô ta, cá đã bơi tới rồi, xem ra cách lúc mắc câu không xa nữa đâu, Trương đại quan nhân luôn luôn đều có tự tin đối với mị lực của mình, cho rằng lực sát thương của mình đối với nữ nhân trẻ tuổi là siêu cấp cường đại. Nữ lang áo đen gật đầu với hắn, xe là của anh à. Trương Dương hỏi ngược lại, có liên quan gì tới cô không? Có dám đua một vòng không? Nữ lang ngẩng đầu nhìn về phía vị trí của núi loạn không? Trương Dương nói, tôi lái xe kém lắm. Nữ lang bật cười, lái kém còn dám tới đây, tới để khoe à? Xe là để đi chứ không phải để ngắm. Trương Đại Quan Nhân bật cười, đạo lý dễ hiểu như vậy tôi biết tựa như nữ nhân vậy từ kiến quốc đứng bên cạnh trương đại quan nhân tràn ngập hâm mộ nhìn trương dương và nữ lang áo đen này trao đổi khi hắn nghe thấy trương dương nói ra những lời này thì kinh ngạc há to miệng ta ích lợi hại những lời như vậy hắn cũng dám nói ra trương dương rõ ràng đang nói nữ nhân chỉ dùng để chơi chứ không phải dùng để ngắm từ kiến quốc tự thẹn không bằng lời nói lưu manh lưu manh mình không nói được nếu không hắc quả phụ kiểu gì cũng trở mặt Kế tiếp chuyện kế tiếp lại nằm ngoài dữ liệu của từ kiến quốc, hắc quả phụ chẳng những không có trở mặt ngược lại còn bật cười, đôi môi đó cho rất có mị lực tách ra, lộ ra hàm răng chỉnh tề trắng bóng. Cô ta nói khẽ, hình như anh rất hiểu nữ nhân. Trương Dương hỏi ngược lại, cô rất hiểu xe đúng không? Từ kiến quốc lúc này mới phát hiện mình trên phương diện đối đãi với nữ nhân thì kém Trương Dương quá xa. Trình độ của Trương Dương là ở chỗ hắn có thể chuẩn xác nói ra đề tài khiến đối phương cảm thấy hứng thú, đúng vậy nếu một nữ nhân căn bản không có hứng thú với đề tài của anh thì cô ta đương nhiên sẽ không chủ động nói chuyện với anh nữ lang áo đen nói hiểu hơn anh trương dương mỉm cười nói tôi thật ra cũng hiểu nữ nhân hơn cô nữ lang áo đen bật cười khanh khách đây là điều mà đoạn thời gian gần đây đám người này chưa bao giờ nhìn thấy cô ta gật đầu nói anh rất tự đại trương dương nhìn thoáng qua chung quanh rồi nói có phát hiện tất cả nam nhân ở đây đều cảm thấy hứng thú đối với hai thứ hay không một là chiếc bugatti này của tôi một là cô nữ lang xem ra đã rất có hứng thú thật lớn đối với trương dương trương dương đem cô ta hình dung với đồ vật mà cô ta không ngờ không hề tức giận từ kiến quốc và viên tân dân liếc mắt nhìn nhau hai người lặng lẽ lui sang một bên cái này gọi là biết khó mà lui không phục cũng không được trình độ toán gái của trương dương cho dù hai người bọn họ cộng lại cũng không bằng nữ lang áo đen lắc đầu tôi có chút nghe không rõ trương đại quan nhân nói hai thứ này họ đều muốn cưỡi lên những lời này rõ ràng có chút được một tấc lại muốn tiến một thước trương đại quan nhân đang từng bước một tới gần điểm mấu chốt của đối phương nữ lang áo đen không tức giận cô ta cười tới dung cả người chỉ chỉ vào chiếc bugatti veyron của trương dương thử một chú nhé xem ai về trước nếu anh thắng tôi thì anh muốn thế nào cũng được trương đại quan nhân thở dài nói tôi không có hứng thú tôi tới là để hưởng náo nhiệt chiếc xe này tôi cưới rồi, về phần thứ còn lại. Trương đại quan nhân cười cười, vẻ mặt tràn ngập vẻ xin lỗi, vẻ mặt như vậy đối với nữ lang áo đen mà nói có nghĩa là một loại vũ nhục. Khí lượng của nữ lang áo đen hơn xa trong tưởng tượng của Trương Dương, cô ta vẫn mỉm cười nói, hiện tại là ngược lại, thật ra tôi cũng rất cảm thấy hứng thú đối với anh, nếu anh đánh bại tôi thì muốn thế nào cũng được. chương 2165, Hắc Quả Phụ 1 Nữ lang áo đen nói, nam nhân để đạt được mục đích thường thường sẽ không từ thủ đoạn nhưng nữ nhân để đạt được mục đích chỉ cần vận dụng phương pháp rất đơn giản trương dương nói ví dụ như nữ lang áo đen xoay người lại trương dương nhìn thấy ở gáy cô ta xăm hình một con nhện đang dương nanh múa vuốt giờ mới hiểu sao cô ta có danh hiệu hắc quả phụ nữ lang áo đen thướt tha đi tới cô ta từ trong tay một gã tổ chức ở hiện trường giật lấy cái lo giọng nói như chuông bạc trong nháy mắt vang vọng trong trời đêm các vị tiên sinh cái vị nữ sĩ, tối nay tôi quyết định nhận lời khiêu chiến của vị tiên sinh này, cửu khúc loạn lưu, ai về trước thì chính là người thắng, hắn nếu thua thì chiếc xe này sẽ thuộc về tôi, tôi nếu thua thì bồi cả tôi và xe của tôi. Hiện trường tiếng hoan hô như sấm dậy, trương đại quan nhân không thể không thừa nhận, nữ nhân này cũng có chút thủ đoạn. Cô ta nói xong những lời này thì ném lại loa cho người tổ chức, sau đó trở lại bên cạnh Trương Dương, chủ động ôm Trương Dương một cái, ghé vào bên tai Trương Đại Quan Nhân rồi nói khẽ tôi biết anh là ai. Nếu anh còn có sĩ diện, nếu anh còn là một nam nhân thì ưỡn ngực lên mà nhận lời khiêu chiến của tôi. Trương Đại Quan Nhân quả thực ưỡn ngực, ép lên bộ ngực đầy co giãn của cô ta. Khắc quả phụ cười nói, chiếm tiện nghi của tôi thì việc gì phải trong nhất thời, anh chỉ cần thắng tôi, xe của tôi, con người tôi chính là của anh. Trương Đại Quan Nhân nói khẽ tôi thật ra đối với cả hai thứ này đều không có hứng thú. Thân thể mềm mại của Hắc Quả phụ lại dướn về phía trước, chạm tới chỗ đã có chút phản ứng của Trương Đại quan nhân, nũng nhịu nói thân thể của anh đã bán đứng mình. Sau đó cô ta buông Trương Dương ra thước tha bước đi. Trương Đại quan nhân nhìn bóng dáng của cô ta, lúc này mới hiểu được nữ nhân này tuyệt đối không đơn giản như ngoài mặt. Từ Kiến Quốc và Viên Tân Quân ghé tới, anh Trương chơi thật à? Trương Dương nói, tôi có thể chọn ư? Từ Kiến Quốc nói, anh không thắng được cô ta đâu chúng em đã đấu với cô ta mấy trận rồi, cô ta tuyệt đối là cấp chuyên nghiệp. Viên tân dân nói, nhưng cục diện hiện tại thì không thể rút lui có trật tự được. Từ kiến quốc nói, cửu khúc loạn lưu cũng không phải là dễ chơi đâu, tính năng của xe anh tuy rằng tốt, nhưng không có kỹ thuật brick nhất định thì chỉ sợ ngay cả đi hết cũng khó, hơn nữa trước đó anh căn bản chưa làm quen với đường đua. Trương đại quan nhân nói, cậu bảo tôi khẳng định sẽ thua à. Từ kiến quốc gật đầu, tuy rằng không nói gì, nhưng hắn cho rằng trương dương lần này thua chắc rồi hắn cũng không phải để ý tới mặt mũi của trương dương thứ hắn thực sự cảm thấy đáng tiếc là chiếc bugatti veyron xe quý như vậy lại dễ dàng tặng cho hắc quả phụ nhưng vấn đề ở chỗ chiếc xe này là của tiết vĩ đồng trương dương nếu thực sự thua chiếc xe này tiết vĩ đồng sẽ đồng ý ư từ kiến quốc rất nhanh trả lời được câu hỏi này tiết vĩ đồng nhất định sẽ đáp ứng cô ta nếu đã có thể đem yêu xe này cho trương dương mượt thì sẽ không tiếc rẻ sự khẳng khái tiết vĩ đồng đã có tiếng ở kinh thành ở kinh thành, nếu không thì cũng sẽ không được gọi là tiết gia. So với từ kiến quốc, viên tân dân thì nghĩ đơn giản hơn một chút, hắn cho rằng Trương Dương hiện tại là đâm lao phải theo lao, nam nhân quan trọng nhất là cái mặt, bị nữ nhân công khai khiêu chiến, nếu không dám ứng chiến thì chính là loại đéo có chim, có cửa cũng chưa chắc thua, phải dám liều mới thắng được. Viên tân dân nói, sợ đéo gì cô ta, anh Trương, em ủng hộ anh. Từ Kiến Quốc nói, thôi đừng có gây thêm phiền, tôi đang nói chính sự. Trương Đại Quan Nhân cũng nghe ra Từ Kiến Quốc là muốn tốt cho mình, hắn cười nói, không phải đua xe thôi ư? Tôi nếu sợ thì về sau làm sao có thể ngẩng đầu lên trước mặt các các huynh đệ? Từ Kiến Quốc nói, không đấu thì mất mặt, mà đấu thì mất xe, hơn nữa mặt cũng không giữ được, anh Trương à, anh là người thông minh, việc này chắc phải nhìn rõ hơn em. Trương Đại Quan Nhân cười nói, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, đáng tiếc tối nay tôi hoàn toàn là người trong cuộc. Hắn nói xong thì đi tới chỗ hắc quả phụ. Từ kiến quốc và viên tân dân liếc mắt nhìn nhau, viên tân dân không hiểu gì nói thế là sao. Từ kiến quốc nói, anh đúng là đầu đất, anh ta muốn đấu, anh ta bị hắc quả phụ mê hoặc rồi, nam nhân có thông minh tới mấy mà gặp nữ nhân xinh đẹp thì cũng sẽ thành một kẻ ngốc thôi. Từ kiến quốc cảm thấy mình có trách nhiệm có trách nhiệm phải kịp thời thông báo chuyện này cho Tiết Vĩ Đồng, Hắn cầm di động đi sang một bên rồi bấm số của Tiết Vĩ Đồng. Tiết Vĩ Đồng nghe hắn nói xong thì chỉ nói một câu, đừng xen vào việc của người khác. Từ kiến quốc bị mắng cho ngây ra đó, hơn nửa ngày sau mới hồi phục lại tinh thần, nói với ống nghe, không ngờ mình mới là thằng ngu. Trương đại quan nhân không phải kẻ ngu, tối nay đến chính là vì Hắc quả phụ, nếu lúc ban đầu còn bởi vì do Tiết Vĩ Đồng ủy thác, hiện tại nữ nhân này đã khơi dậy sự hứng thú của hắn. Đương nhiên Trương Đại Quan Nhân cũng không có ý đồ muốn cướp nữ nhân của Tiết Thế Luân, hắn luôn cảm thấy nữ nhân này có chút kỳ quái, với tính tình trầm ổn của Tiết Thế Luân, nhìn thế nào cũng không thể nào cặp với nữ nhân này. Từ câu nói vừa rồi của cô ta cho thấy, cô ta 89 phần 10 đã biết thân phận của mình, nhưng cô ta rốt cuộc biết bao nhiêu? Có biết tối nay mình và Tiết Vĩ Đồng liên thủ làm trò để điều tra cô ta hay không? Trương Đại Quan Nhân bỗng nhiên ý thức được, từng ấy năm tới nay, lòng hiếu kỳ của mình vẫn luôn rất nặng không hề thay đổi. Trương Dương tới bên cạnh chiếc Bugatti, giữa lưng vào thân xe, tay chống lên nắp động cơ vẫn còn hơi nóng. Hắc quả phụ đứng đối diện hắn, cười khanh khách nói, anh không biết nóng à? Trương Dương lắc đầu. Hắc quả phụ nói, nên sờ thêm một chút, chiếc xe này sắp không còn của anh nữa rồi. Trương Dương mỉm cười nói, cô hình như rất có lòng tin. Hắc quả phụ nói, tôi chưa bao giờ gặp anh trên sơn đạo này, chiếc xe này rất mới, đi chưa quá một ngàn cây em, anh không quen thuộc đối với chiếc xe này, anh cũng không rõ tình huống đường xá của cửu khúc loạn lưu, người xem ở hiện trường đa số đều sẽ trợ uy cho tôi. Thiên thời địa lợi nhân hòa anh hình như không chiếm được cái nào, hơn nữa kỹ thuật lái xe của anh cũng không giỏi lắm. Bất kể là từ điểm nào thì anh cũng không phải là đối thủ của tôi. Trương đại quan nhân cười ha ha, cô biết rõ tôi không phải là đối thủ của cô, vậy mà còn gào lên muốn khiêu chiến với tôi, ép tôi phải đấu, xem ra cô là định ăn tôi rồi. Hắc quả phụ nói, anh có thể bỏ quyền, nguyện nhân thua, không phải có câu, nam nhân đại trưởng phu có được giãn được ư. Trương Dương nói, nam nhân đại trưởng phu có được giãn được chỉ là cục bộ, ở thời điểm mấu chốt vẫn phải ưỡn thẳng. Một đôi mắt đẹp của hắc quả phụ tràn ngập vẻ quyến rũ, cố ý vô ý liếc vào chỗ nào đó của Trương Dương, bên trong ngôn ngữ tràn ngập dâm ý, tôi cũng muốn kiến thức cái đó một chút, đáng tiếc người thua nhất định không phải là tôi. Trương đại quan nhân nói, trong mắt cô, tôi thực sự không chịu nổi một kích như vậy ư. chương 2166, Hắc Quả Phụ 2 Hắc Quả Phụ nói, hối hận còn kịp đấy, dù sao trên thế giới này cũng có nam nhân coi trọng lợi ích hơn là danh dự, anh làm như vậy thì tôi cũng sẽ không thấy bất ngờ. Khích tướng ư, nếu anh cho rằng là vậy thì là vậy. Trương đại quan nhân cười nói, tôi trông giống tên xui xẻo dễ cắn câu lắm à. Hắc quả phụ nói: Mỗi người trước khi quyết định một chuyện đều sẽ thâm tư thục lự. Anh cũng không ngoại lệ, cho nên mỗi người nên có trách nhiệm đối với hành vi của mình. Nếu anh hôm nay bị tổn thất thì tôi chỉ có thể tỏ ý tiếc nuối chứ tuyệt đối sẽ không thông cảm cho anh. Trương Dương nói: Tôi đồng ý nhận lời khiêu chiến của cô, không phải bởi vì tôi chúng phép khích tướng của cô, mà là... Thằng cha này tạm dừng một chút rồi nhìn thoáng qua cặp đùi mê người của Hắc quả phụ, biết rõ núi có hổ nhưng vẫn cứ phải lên hắc quả phụ cười nói tôi vẫn phải nhắc nhở anh trước hổ biết ăn thịt người đấy trương đại quan nhân nói ai ăn ai vẫn chưa biết được đâu hắc quả phụ nói một cân vịt nửa cân miệng trương đại quan nhân nói hai người chúng ta sao có chút vị đạo mèo mả gà đồng vậy nhỉ người ta đã nói hắn là vịt chết thì thực sự là không thể nhịn được nữa hắc quả phụ gật đầu tôi có thể cho anh trước tiên làm quen một chút với đường đua trương dương ngẩng đầu nhìn sơn đạo ngoằn nghe. Nói khẽ chạy đến đỉnh núi rồi theo đường cũ trở về ư? Hắc Quả Phụ nói, không cần, từ nơi này chạy đến đỉnh núi, sau đó thì vượt qua đập chứa nước, từ hậu sơn đi xuống, dọc theo đường bằng dưới núi mà về, vừa hay là một đường nghịch chiều kim đồng hồ, không hề lặp lại. Cô ta rút ra một tấm bản đồ địa hình rồi để trên nắp động cơ Ferrari, cái mông đầy đặn ngếch lên, vẽ ra một tư thế cực kỳ mê người trước mặt Trương Dương. Mắt Trương Đại Quan Nhân lúc này tất nhiên sẽ không đi nhìn bản đồ địa hình. Cảm giác đường cong của Hắc Quả phụ so với tấm bản đồ đó thì có sức hấp dẫn hơn nhiều. Hắc Quả phụ nói, tôi cảm thấy anh nên đặt sự chú ý trên tấm bản đồ địa hình, bằng không cứ như thế này thì anh nhất định sẽ hối hận. Trương Dương nói, tôi đang nghĩ, nếu tôi thắng cô thì nên làm gì? Hắc Quả phụ cười duyên nói, không cần nghĩ, anh căn bản không có cơ hội thắng, cái anh hiện tại có thể làm là đừng để thua khó coi, Tôn Nghiêm cũng sẽ không cũng sẽ không ngại nhiều, có thể nhặt được lại chút nào thì hay chút nấy. Trương Dương nói, cô nói dễ nghe nhỉ, lúc nào cũng suy nghĩ cho tôi, dứt khoát thành toàn cho tôi đi, cô thua trận này thì tôi sẽ bảo toàn được tôn nghiêm. Tôn nghiêm là bản thân phải tự kiếm, không phải nhờ người khác thành toàn. Trương Đại Quan Nhân gật đầu, lúc này người tổ chức của hiện trường đi tới trưng cầu ý kiến của hai người bọn họ, thì ra có lái xe khác muốn gia nhập trận đấu của bọn họ, hắc quả phụ ra vẻ tùy, mắt đẹp nhìn Trương Dương một cái tôi tôn trọng ý kiến của hắn trương đại quan nhân nói tôi không muốn chơi với người khác tối nay hai chúng tôi đơn đả độc đấu hắc quả phụ cười có chút mùi thuốc súng trương dương tôi cảm thấy chúng ta hữu nghị đệ nhất thi với đệ nhị thật ra tôi không quan tâm tới thắng thua trương đại quan nhân nói tôi thì có hắn bỗng nhiên nhớ tới một chuyện đúng rồi thế này không công bình cô biết tên tôi nhưng tới giờ tôi vẫn chưa biết tên cô hắc quả phụ xoay người chủ động hướng hình xăm con nhện sau cổ về phía hắn rồi dịu dàng nói, bọn họ đều gọi tôi là hắc quả phụ. Biết không, nhện là loại độc nhất, chỉ cần bị tôi cắn thì khẳng định chỉ có đường chết. Trương đại quan nhân cười ha ha, nói, nghe cũng có chút đáng sợ, có điều hình xăm này của cô là dán lên à. Hắc quả phụ lắc đầu, mắt lờ mở hiện lên ánh sáng màu lam, vẻ quyến rũ trên mặt trong nháy mắt bị quét sạch, vẻ mặt lạnh lùng nói, tôi không lừa anh, tôi chính là một con hắc quả phụ trương đại quan nhân căn bản không hề lộ ra vẻ sợ hãi tôi là quang côn thì tôi sợ ai chứ hắc quả phụ hiển nhiên không ngờ thằng cha này dùng một câu như vậy để hình dung bản thân rõ ràng ngây ra một thoáng rồi sau đó bật cười tốt nhất cô ta gật đầu nói nghe ra chúng ta tối nay hình như có chút thiên lôi địa hỏa trương dương nói củi khô lửa bốc tôi cũng không sợ à cô hiện tại hối hận vẫn còn kịp đó nếu không thua rồi đừng có mà khóc nhè Hắc quả phụ nói, tôi trước giờ không hề nuốt lời, tối nay tôi nếu bị thua thì xe và người đều là của anh. Trương đại quan nhân nói, tôi nếu bị thua thì xe và người cũng đều là của cô. Hắc quả phụ cười nói, để tôi nghĩ đã, cô ta chỉ chỉ vào đồng hồ Patek Philippe trên tay, còn nửa giờ nữa, mau làm nóng người đi, nhân lúc này làm quen với đường đua cũng được. Cô ta nói xong thì mở cửa xe chui vào trong. Lúc này từ kiến quốc và viên tân dân lại cùng đi tới, hai người trong lòng tất nhiên là đứng về phía trương dương tuy rằng cảm thấy trương dương nhất định thua nhưng bọn họ vẫn muốn góp một phần sức cho trương dương viên tân dân nói anh trương em dẫn anh đi làm quen với đường đua trương dương lắc đầu không cần có phải là thi quốc tế gì đâu đua xe ngầm thôi mà viên tân dân nói anh trương trận này chúng ta không thể thua được chiếc xe này nếu thực sự để cô ta mang đi thì không còn mặt mũi gì nữa cả Trương Dương cười một tiếng, còn chưa đấu mà, đừng nói những lời nhụt trí như vậy. Nửa tiếng nháy mắt đã qua, hắc quả phụ hạ cửa kính xe rồi nói, thế nào? Chuẩn bị xong chưa? Trương Đại Quan Nhân nói, cô chờ không nổi nữa rồi à? Hắc quả phụ nói, xe này thật sự là không tồi. Trương Dương nói, tôi đổi ý rồi. Trong đôi mắt đẹp của hắc quả phụ lóe lên vẻ khinh miệt, anh có phải là nam nhân không? Trương Đại Quan Nhân nói, thử qua rồi sẽ biết. Hắc quả phụ cười ha ha, nói, nam nhân càng thích nói những lời như thế này thì càng chứng minh phức cảm tự ti của nam nhân này rất mạnh, tôi đã đánh giá cao anh rồi, anh chỉ là một tên ăn chơi tầm thường. Trương đại quan nhân nói, thẹn quá hóa giận à, tôi có nói là không thi đâu. Hắc quả phụ nói, vậy sao anh bảo đổi ý? Trương đại quan nhân chậm rãi nói, sơn đạo hẹp lắm, cô đuổi theo tôi, va chạm ma sát là không thể tránh được, chiếc xe này tổn thất thì không sao cả, nhưng nếu có người bị thương thì không hay hắc quả phụ cười nói không sao cả tôi chỉ để ý thắng thua về phần cuối cùng chiến lợi phẩm của tôi biến thành bộ dáng gì thì tôi không quan tâm trương dương nói chúng ta hay là thi theo thời gian anh trong thời gian ngắn nhất lái hết một vòng thì thắng hắc quả phụ nghĩ nghĩ rồi gật đầu nghe cũng rất công bằng cô ta tràn ngập lòng tin đối với trình độ lái xe của mình về phần lựa chọn sử dụng phương thức đấu nào thì cô ta không bận tâm Trương Đại quan nhân nói, tôi đi trước nhé." Hắc Quả phụ cười nói, anh đúng là không có phong độ." Trương Đại quan nhân nói, thiên thời địa lợi nhân hòa đều bị cô chiếm rồi, tôi nói sao cũng phải được đi trước chứ." Hắc Quả phụ nói, được, hy vọng anh đừng có một đi không về." Trương Đại quan nhân cười ha ha, yên tâm đi, tôi tuyệt đối sẽ không lâm trận bỏ chạy." Chương 2167, Hắc Quả phụ 3 Người vây xem ở nghe nói bọn họ muốn dùng phương thức tính giờ để phân thắng bại, đa số mọi người đều cảm thấy thất vọng, dù sao tất cả mọi người đều muốn nhìn thấy cảnh tranh đấu kịch liệt và kích thích, có điều trận đấu này là giữa Trương Dương và Hắc Quả Phụ, chọn dùng phương thức đấu nào thì tất nhiên cũng phải do người ta định đoạt, đám quần chúng này không có quyền lên tiếng. Từ Kiến cơ nghe nói là thi tính giờ thì cũng thầm bội phục đầu óc của Trương Dương, tuy rằng hắn cho rằng Trương Dương vẫn nhất định sẽ thất bại nhưng thua là như thế này hình như là so với đối kháng trực tiếp thì vẫn đỡ hơn từ kiến cơ thấp giọng nói với trương dương cứ cách một đoạn đường đều có nhân viên giám thị trận đấu thật ra cửu khúc loạn lưu cũng không có đường tắt nào khác để đi chỉ có một đường thôi trương dương gật đầu nhìn thoáng qua bản đồ mà từ kiến cơ đưa ra cho hắn thấp giọng hỏi một câu cậu chỉ cần nói cho tôi biết chỗ nào không có nhân viên giám thị là được từ kiến cơ ngây ra một thoáng chỉ chỉ vào đoạn đường ngang giữa sườn núi Vượt qua chỗ này, ở khúc cua thứ tư sẽ có một đường thẳng, đoạn này không có nhân viên giám thị, có điều cũng không có đường khác để đi, hai bên tất cả là đá núi. Từ Kiến cơ hiển nhiên hiểu lầm ý tứ của Trương Dương. Trương đại quan nhân nheo mắt lại rồi nói, "Tốt, hắn lái xe tới điểm xuất phát, Hắc Quả phụ tới trước xe hắn, cười cười với hắn." Trương đại quan nhân hạ cửa kính xe xuống rồi nói, "Tôi thấy sắc trời tối nay không tốt." Lát nữa nếu mưa to thì thành tích của cô chẳng phải là sẽ phải chịu ảnh hưởng ư?" Hắc Quả Phụ nói, cho dù trời sụp đất nứt thì tôi cũng sẽ không oán trời trách đất, nếu lão Thiên gia muốn giúp anh thì tôi nguyện chịu thua. Trương Đại Quan Nhân mỉm cười, cao giọng nói, "Tôi đi trước một bước nhé." Hai nữ lang yêu diễm đi tới phía trước Bugatti Veyron, ánh mắt mê ly của hai người lượn lờ trên người Trương Dương, sau đó hai người trong tiếng hoan hô của mọi người vung hai lá cờ nhỏ màu xanh. Trương Đại Quan Nhân dậm ga phóng xuyên qua giữa hai người, ô tô bốc khóc mù mịt cũng thổi bay váy trắng của hai người. Mọi người vây xem đồng thanh hoan hô, nhưng tiếng hoan hô không tiếp tục được lâu. Trương Dương vừa mới lái đi thì mọi người cũng đã nhìn ra kỹ thuật lái xe của thằng cha này rất bình thường, quả thực cực kỳ bình thường. Thị lực của mọi người chỉ có thể hướng tới được ngã rẻ thứ nhất. Trương Đại Quan Nhân không chọn dùng kỹ thuật drift mà là giảm tốc độ rồi đi qua. Hiện trường bộc phát ra một trận cười vang. Hắc quả phụ cũng phát ra một nụ cười khinh thường. Trình độ lái xe như vậy căn bản vẫn chưa nhập môn. Viên Tân dân nhắm hai mắt lại rồi uể oải kêu lên, "Thảm rồi." Từ Kiến Quốc cũng thở dài theo, "Tôi đã sớm nói rồi, biết rõ trình độ không ra gì mà cứ đòi đấu với người ta, phùng má giả làm người mập, rõ ràng là tặng lễ cho người ta mà." Viên Tân dân nghe hắn nói như vậy thì đầu óc xoay vừa chuyển R hạ giọng nói, "Kiến Quốc, anh nói anh Trương chắc không phải thông đồng với Hắc quả phụ." hai người diễn trò lừa chiếc xe này của Tiết ra chứ. Từ kiến quốc tức giận chừng mắt lườm hắn một cái, đầu óc anh có phải bị đổ nước hay không? Anh Trương và Tiết gia là huynh muội kết bái, anh ta là người rất nghĩa khí. Viên tân dân nói, sớm biết rằng trình độ của anh ta như vậy thì thà để tôi lái thay anh ta cho rồi. Trương đại quan nhân lái xe càng lúc càng chậm, cũng không phải là chiếc xe này quý, cũng không phải là hắn sợ sức xe, với quan hệ của hắn và Tiết Vĩ Đồng, cho dù khiến chiếc xe này biến thành sắt vụn thì Tiết Vĩ Đồng cũng sẽ không có nửa câu oán hận. Mà là kỹ thuật điều khiển của Trương Đại Quan Nhân thực sự không tới trình độ đó, cử khúc loạn lưu danh bất hư truyền, liên tục ngoặt, cho dù là lái xe chuyên nghiệp cũng phải cẩn thận ứng phó, càng không cần phải nói tới loại trẻ con chưa được huấn luyện đặc biệt như Trương Dương. Rất nhiều người bàng quan đều chán chả buồn xem, Trần An Bang khinh thường nói một câu, không biết tự lượng sức mình, với trình độ như Trương Dương, đừng nói là hắc quả phụ, một lái xe bất kỳ ở hiện tường đều có thể thắng hắn trương đại quan nhân chậm rãi đi qua đoạn cua thứ tư lái vào trong sơn đạo hai mặt đều là vách đá chung quanh quả nhiên không có ai trương đại quan nhân đỗ xe lại đó đi ra sau vài bước bay lên không rồi dọc theo vách đá trèo lên vận đủ nội lực một quyền đánh vỡ vách đá bên phải chỉ nghe ầm một tiếng vách đá nứt ra một cái khe sau đó lấy chỗ bị trương dương đấm làm trung tâm rồi nứt ra như mạng nhện đá rơi xuống như mưa Trương Đại Quan Nhân mượn lực phản chấn bay về phía bên trái, lại đá một cước. Thằng cha này từ sau khi tu luyện Đại Thừa quyết, công lực tiến triển cực nhanh, khai sơn liệt thạch với hắn mà nói thì quả thực là dễ như trở bàn tay. Trong nhất thời đá núi rơi rào rào, trong thoáng chốc không ngờ đã chặn sơn đạo phía sau xe Bugatti, hình thành một bức tường đá cao 3 thước dày 5 thước. Trương Đại Quan Nhân sớm đã tính kế, hắn vẫn có chút tự hiểu lấy mình, chỉ bằng trình độ lái xe của mình khẳng định không thắng được Hắc Quả Phụ nếu là đo thời gian, mặc kệ lão tử đi mấy bao lâu, chỉ cần cô đi lâu hơn tôi là tôi thắng. Hắn hao phí công lực dựng lên bức tương thiên nhiên, trừ phi xe thể thao của người khác mọc cánh, nếu không thì không ai có thể đi hết được. Trương đại quan nhân sau khi hoàn thành hành động vĩ đại này thì một lần nữa lên xe Bugatti Veyron của hắn, không nhanh không chậm lái tới đoạn cua kế tiếp. Trương đại quan nhân hoàn thành toàn bộ quá trình tổng cộng mất 23 phút, 56 giây, so với kỷ lục 11 phút 12 giây của hắc quả phụ trước đây thì kém còn hơn một nửa, nhưng thằng cha này dù sao cũng bình an chạy hết toàn bộ quá trình, không đợi hắn trở lại điểm xuất phát thì đã có người thông báo thể núi ở đường đua phát sinh lở đất. Mặt hắc quả phụ giống như được phủ lên một tầng xương, mắt thấy chiếc Bugatti Veyron đó giống như ốc sên chậm rãi lái tới bên cạnh mình, trương đại quan nhân từ trong xe bước xuống, đường đua trong khoảng thời gian ngắn không thể thông xe được, cho nên trận đấu hôm nay hắn đã đứng ở thế bất bại hiện trường không ai hoan hô vì hắn, biểu hiện sức sẹo thằng cha này quả thực không xứng được người khác hoan hô, nhưng mỗi người đều không thể không bội phục vận khí của thằng cha này thật sự là quá tốt. Sao hắn vừa chạy xong thì đường xảy ra lở núi, lão thiên gia quả nhiên là đứng ở bên hắn ư. Nhìn khuôn mặt vô tâm vô phế của trương đại quan nhân, hắc quả phụ tức giận đến nỗi mặt trắng bệch, lúc này mới nhớ tới câu trương dương hỏi cô ta lúc trước, chẳng lẽ thằng cha này thực sự có tài tiên tri? Hắn sao biết sẽ có chuyện phát sinh? hắc quả phụ trách hoàn trương dương rồi, câu trời sụp đất nứt vừa rồi rõ ràng là chính cô ta nói. Trương đại quan nhân cười nói, nhờ câu cắt ngôn của cô, quả nhiên trời sụp đất nứt, cũng may lúc núi lở không chạm vào tôi, lão thiên gia quả nhiên đứng ở bên tôi. Người đi tra tình huống đường đã trở lại, mấy người tổ chức của hiện trường thương lượng một chút rồi lập tức tuyên bố, xét thấy tối nay đột nhiên xảy ra sự kiện núi lở, đường đua bị bịt, không thể tiến hành bất kỳ trận đấu nào nữa, Tất cả những trận đấu đã định ra trước đó toàn bộ bị hủy bỏ. Trương Đại Quan Nhân nhìn Hắc Quả Phụ rồi nói, cô nguyện chịu thua chưa? Hắc Quả Phụ lúc này không ngờ bật cười, ngay cả Trương Đại Quan Nhân cũng không thể không bội phục cô ta, tâm thái của cô gái này quả thực là quá tốt. Trương Đại Quan Nhân nói, cô nếu cảm thấy bất công thì chúng ta có thể hẹn ngày khác. Hắc Quả Phụ nói, tôi là người đã nói là làm, cho dù xảy ra chuyện gì thì tôi hôm nay cũng không thắng được anh xe là của anh, người cũng là của anh. Hướng vẫy vẫy tay với Từ Kiến Quốc. chương 2168, xã Ôn Nhu 1. Từ Kiến Quốc đi tới, không biết hắc quả phụ gọi hắn làm gì, có việc à. Thằng cha này hiện tại xem như đã minh bạch rồi, hắc quả phụ và Trương Dương hai người là kỳ phùng địch thủ, đầu óc của hai người này mình không thể nào bằng được. Sự thật chứng minh Trương Dương căn bản không cần hắn lo lắng, tuy rằng từ kiến quốc đến bây giờ vẫn không rõ thế núi rốt cuộc là sao lại phát sinh lửa núi, nhưng có chuyện hắn có thể khẳng định, đó chính là vận khí của Trương Dương không phải tốt bình thường. Cẩn thận ngẫm lại trong đây tràn ngập ảo diệu, tuyệt đối không phải là hai chữ trùng hợp có thể giải thích. Từ kiến quốc trong đầu lúc này vẫn chưa yên tĩnh, đoạn đường xảy ra chuyện vừa rồi là chỗ hắn xác nhận cho Trương Dương là không có người giám sát, chẳng lẽ hắn phóng bom ở đó. Hắc quả phụ nói, các anh là bằng hiếu, xe của tôi thuộc về hắn anh giúp lái về nhé cô ta ném chìa khóa xe ferrari cho từ kiến quốc sau đó thì dưới cái nhìn chăm chú của mọi người ngồi vào trong xe thể thao bugatti của trương đại quan nhân nội nghiễm nhiên thực hiện lời hứa của mình tặng chiến lợi phẩm là bản thân cô ta cho trương dương bất kể người bên ngoài thấy thế nào hắc quả phụ chỉ nhìn một mình trương dương tình ý miên man giống như người thất bại tối nay không phải là cô ta mà là trương dương trương đại quan nhân cảm thấy có chút không được tự nhiên Chuyện này ngay từ đầu đã có chút hoang đường, Tiết Vĩ Đồng bảo hắn thi triển Mỹ Nam kế tới đây điều tra, nhưng Hắc Quả phụ này phức tạp giảo hoạt các xa sự tưởng tượng của hắn, mình tuy rằng lợi dụng thủ đoạn thắng cô ta, nhưng không ngờ Hắc Quả phụ lại nói nguyện nhận thua, không ngờ chủ động đưa cả xe và bản thân cho hắn. Trương đại quan nhân nhớ tới một chuyện, Hắc Quả phụ là nữ nhân của Tiết Thế Luân, mình đào góc tường của Tiết Thế Luân như vậy, cắm sừng lên đầu hắn, thế có phải là đùa hơi quá rồi không? Đừng nói mình không có hứng thú lắm với Hắc Quả phụ, cho dù là có hứng thú thì loại chuyện này cũng không thể làm được." Trương Đại Quan Nhân nhếch môi cười nói, "Cô nhiệt tình như vậy, tôi thực sự có chút từ chối thì bất kính. Tối nay anh dẫn tôi đi đâu thì tôi đi đó." Cô ta nũng nịu nói. Nhìn gương mặt kiều mị của Hắc Quả phụ, Trương Đại Quan Nhân quả thực động lòng, nhưng lý trí nói với hắn rằng, nữ nhân này tuyệt đối không đơn giản. Trương Dương khởi động chiếc Bugatti Veyron, trong ánh mắt hâm mộ của mọi người rời khỏi từ kiến quốc cầm chìa khóa xe Ferrari ngơ ngác nhìn bọn họ đi xa, viên tân dân dùng khử tay huyết hắn một cái, sao? Hâm mộ, ghen tị à. Từ kiến quốc nói, tôi luôn cảm thấy chuyện này có chút không đúng. Có gì không đúng? Anh trước đây đã bao giờ thấy hắc quả phụ tốt với người khác như vậy chưa? Viên tân dân nói, tôi coi như đã nhìn ra rồi, nữ nhân càng ngoài mặt càng lãnh diễm thì càng phong tao. Hắc quả phụ nhìn động tác điều khiển của Trương Dương, bỗng nhiên bật cười. Trương đại quan nhân nói, cười cái gì? Hắc quả phụ nói, cười bản thân tôi, với kỹ thuật điều khiển sức sẹo như anh mà sao tôi lại thua anh? Trương Dương nói, có những lúc mang tới tác dụng quyết định thường thường không phải là bản thân kỹ thuật. Hắc quả phụ nói, anh lái chiếc xe này tới chỉ là để cưa tôi. Trương Dương nhìn cô ta một cái rồi nói, tôi không phải là người tùy tiện. Tùy tiện thì không phải người. Trương Dương nói, bất kể cô tin hay không thì tối nay tôi tới cũng chỉ để xem náo nhiệt, căn bản không muốn đấu với cô, và lại hai người chúng ta trước đó cũng chưa từng gặp nhau. Hắc quả phụ cười một tiếng, bỗng nhiên vươn tay ra tóm lấy vô lăng của Trương Dương, xe quay đầu đi lao tới hào rào phòng hộ ven đường. Trương Đại Quan Nhân kịp thời dậm phải nên mới không đâm, nhưng đầu xe cách hàng rào chỉ một tấc. Trương Đại Quan Nhân nhìn hắc quả phụ, nhìn thấy quang mang hưng phấn lộ ra trên mặt cô ta, không nhịn được nói cô có bệnh à. Hắc quả phụ nói, nhà đầu đó bảo anh tới cha tôi đúng không? Bugatti ở kinh thành chỉ có một chiếc này, anh anh cho rằng tôi cô lậu quả văn tới ước đó ư? Trương Dương cười nói, sức tưởng tượng của cô phong phú thật, xe này không phải là của tôi, quả thật là tôi mượn chơi. Hắc Quả phụ vươn tay, ngón tay thon dài khẽ vuốt tóc ngắn của Trương đại quan nhân, Trương đại quan nhân lần đầu tiên gặp phải cảnh như vậy, hắn tránh không được mà không tránh cũng không xong, cười nói, chúng ta hình như chọn sai chỗ rồi. Hắc Quả phụ nói, anh muốn biết gì? Tiết Thế Luân quả thực chi cho tôi rất nhiều tiền, nhưng mỗi một phân tiền hắn chi tôi đều phải trả giá để đánh đổi. Tôi biết nha đầu đó nghĩ gì, sợ tôi lừa tiền cha của cô ta, cho rằng tôi đang uy hiếp tới lợi ích của cô ta. Thật ra cha cô ta nhiều tiền như vậy, cho dù có thêm mấy nữ nhân nữa tới chia thì cũng chia không hết, anh nói đúng không? Trương đại quan nhân nói, cô nếu là nữ nhân của hắn thì phải trung thành với hắn. Trương đại quan nhân lúc này bị tay cô ta sờ cho cả người không được tự nhiên hắc quả phụ nói tôi là người gì của cho vì sao phải trung thành với hắn nữ nhân của hắn lại không chỉ có mình tôi tôi không có tình cảm đối với đối với tôi thích tiền tôi chỉ tiền nếu bỏ qua nhân tố tiền tài bảo tôi chọn anh và hắn thì tôi khẳng định sẽ chọn anh anh so với hắn thì cường tráng hơn tay hắc quả phụ đã thò vào trong cổ áo của trương đại quan nhân vuốt ve bộ ngực săn chắc của hắn ý đồ khơi dậy dục vọng của hắn trương đại quan nhân tóc lấy tay cô ta nói giữa hai ta có phải tiến triển quá nhanh hay không khắc quả phụ nói người sống trên đời thật ra đừng có nghĩ quá nhiều anh là nam nhân là nam nhân tôi là nữ nhân vốn quan hệ giữa nam nữ chính là đơn giản như vậy thôi tôi nhìn ra anh có hứng thú đối với tôi tôi cũng vậy bằng không tôi cũng sẽ không đem xe và mình tặng cho anh dễ dàng như vậy mắt đẹp của cô ta lửa tình bùng cháy đã vươn tay ra mà cởi thắt lưng của trương dương trương đại quan nhân bỗng nhiên túm lấy tay cô ta lập tức nhanh tay đếm huyệt đạo của cô ta, hắc quả phụ trong nháy mắt đã mất năng lực cử động, ngơ ngác nhìn Trương Dương. Trương Dương nói, cô chọn sai đối tượng rồi, tôi không có hứng thú với cô. Hắc quả phụ tuy rằng không thể động đậy, nhưng miệng thì vẫn có thể nói được, lắp bắp nói, vậy cũng không cần phải đói với tôi thế này chứ. Trương đại quan nhân thở hắt ra, nói cô sống ở đâu. Hắc quả phụ nói ra địa chỉ, có chút bất lực nhìn Trương Dương. Trương Dương nói, tôi đưa cô về. Trương Đại Quan Nhân dựa theo địa chỉ cô ta nói đưa cô ta tới biệt thự Vương Phủ Hoa Viên, hắc quả phụ ở tại biệt thự số 18. Trương Đại Quan Nhân đỗ xe trước cửa biệt thự rồi vươn tay giải khai huyệt đạo của cô ta. Tay chân hắc quả phụ lại khôi phục năng lực hoạt động, cô ta tràn ngập u oán nhìn Trương Dương một cái, con người anh đúng là không hiểu phong tình. Trương 2169, xã Ôn Nhu 2 Trương Đại Quan Nhân liếc vào trong biệt thự, bên trong là một mảng tối đen, chắc không có ai, hắn lạnh lùng nói, cô mau về đi, nếu để cho người khác thấy tôi đưa cô về, có thể sẽ nói bậy. Hắc quả phụ gắt, tôi không sợ, đôi mắt sáng quan sát người Trương Dương rồi chật chật lấy làm lạ nói, không ngờ anh thực sự là một liễu hạ huệ. Trương Dương nói, tôi không phải là liễu hạ huệ gì cả, hai ta cũng chẳng có gì. Hắc quả phụ nói, anh sợ tiết thế luôn à, tôi là nữ nhân của hắn, nếu anh động vào tôi thì sợ hắn sẽ không bỏ qua cho anh ư trương đại quan nhân bật cười ha ha hắn nói khẽ nữ nhân giữ bổn phận một chút thì tốt hơn hắn đối với nữ nhân rất nhân từ không nhẫn tâm nói ra những lời quá tổn thương tới cô ta hắc quả phụ hừ một tiếng trương dương mở cửa xe làm ra thủ thế mời cô ta xuống xe hắc quả phụ bước xuống không hề lập tức rời khỏi lập tức rời khỏi mà xua tay về phía trương dương cảm ơn anh đã đưa tôi về có muốn vào trong uống cốc cà phê không cảm ơn hảo ý của cô tôi còn có việc đi trước nhé trương đại quan nhân nói xong thì lái xe chuẩn bị rời đi nhưng bên tai mơ hồ vẫn nghe thấy tiếng hát giống như là tới từ giữa không trung trương dương ngẩng đầu nhìn chỉ thấy bên trên là một vầng trăng tròn trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một đôi mắt sáng đôi mắt sáng đó tựa như đang nhìn hắn ánh mắt yêu dị trong tầm nhìn của hắn trở nên vặn vẹo trương đại quan nhân bỗng nhiên cảm thấy ngực đau nhức hắn thầm kêu không ổn lúc này trong đầu chỉ có một suy nghĩ là phải mau chóng rời khỏi nơi này trương dương khởi động ô tô đang chuẩn bị rời đi nhưng hắn căn bản không nhìn rõ tình hình giao thông phía trước ô tô vừa mới khởi động thì nghe thấy một tiếng thét chói tai của nữ nhân trương đại quan nhân trong lòng kinh hãi chẳng lẽ mình đâm phải người ta rồi hắn cảm thấy xương cốt tứ chi của mình không chỗ nào là không đau trong mông lung nghe thấy một giọng nói quan tâm anh có khỏe không anh làm sao vậy trương đại quan nhân nghe giọng nói thì chỉ cảm thấy vô cùng quen thuộc chắc không phải là giọng nói của hắc quả phụ lúc này tay hắn bắt đầu run lên tựa hồ có ngàn vạn con kiến đang bò trong cơ thể trương đại quan nhân ý thức được cổ độc của mình lại phát tác từ lần trước sau khi phát tác thì hắn đã bỏ không ít công phu vào cổ độc trong khoảng thời gian này tất cả vẫn như thường cho nên hắn cho rằng mình đã tạm thời ngăn chặn được cổ độc lần này tới kinh thành còn có một mục đích chính là tìm liễu đan thần hắn cho rằng cổ độc mình chúng phải có quan hệ trực tiếp tới Liễu đan thần khiến Trương Dương sợ là hắn muốn dùng nội lực ngăn chặn cổ độc phát tác thì căn bản là vô ích hắn Tuy rằng y thuật tinh Việt nhưng đối với bí thuật dùng cổ thì chỉ hiểu sơ sơ không biết phương pháp chỉ tận gốc Nếu không lúc trước sau khi phát hiện tiêu quốc thành chúng cổ đã giúp hắn triệt để chỉ tận gốc rồi loại cảm giác đau đớn này vẫn một mực lan ra Trương đại quan nhân cảm thấy trước mắt mình không ngừng xuất hiện ảo tưởng đối với tất cả chung quanh trong khoảng thời gian ngắn mất đi năng lực cảm giác. Ánh trăng như nước lẳng lặng hát xuống người hắc quả phụ, vẻ quyến rũ và hòa phong tao trên mặt cô ta đã biến mất, lạnh lùng nhìn Trương Dương ý thức đã mơ hồ, nào có nửa phần nhu tình. Cô ta lạnh lùng nói, vì sao không giúp tôi đưa hắn vào. Trong bóng tối một giọng nói bất an vang lên, sư tỷ chị rốt cuộc muốn làm gì với hắn. Hắc quả phụ nhìn một thân ảnh trong bóng tối, nụ cười mê người một lần nữa hiện lên trên khóe môi của cô ta muội tử em yên tâm chị sao lại làm bị thương tình lang của em thân ảnh mạn diệu từ trong bóng đêm đi vào ánh trăng rõ ràng chính là liễu đan thần ngôi sao đang lên của viện kinh kịch đôi mi thanh tú của cô ta nhíu lại con mắt sáng tựa như ánh trăng bị tầng mây che khuất giống như bị phủ lên một tầng xương khiến cho người ta không thể đoán ra trong lòng cô ta đang nghĩ gì liễu đan thần nói chị vừa rồi hẹn em tới đây là vì hắn ư Hắc quả phụ cười ha ha, nói, muội tử, chị nào có nhiều tâm cơ như vậy. Cô ta cong đôi môi đỏ mỏng lên, mau giúp chị đỡ hắn vào. Liễu đan thần tới trước xe cùng hắc quả phụ đỡ một cánh tay của Trương Dương, đưa hắn vào trong phòng khách của biệt thự. Trương đại quan nhân lúc này không những đã mất ý thức, cũng mất cả năng lực hoạt động, cả người nhũn ra đó, thoạt nhìn như chết giỏi vậy. Với thể trọng của hắn, hai nữ lưu đưa hắn từ cửa lớn tới sofa phòng khách cũng là một khiêu chiến, nhưng đối với Liễu Đan Thần và Hắc Quả Phụ mà nói thì chuyện này tựa hồ cử trọng nhược khinh, phó công của họ cũng không kém. Hai người đưa Trương Dương tới sofa phòng khách rồi đỡ hắn nằm xuống, ngay cả thở mạnh cũng không, thể chất của hai người hiển nhiên đều vô cùng không tồi. Hắc Quả Phụ nhìn thoáng qua, bỏ lại một câu, "Em giúp chị chiếu cố hắn, chị lái xe vào." Hắc Quả Phụ đi rồi, Liễu Đan Thần xem xét Trương Dương, nhìn thấy trong ánh mắt hắn lờ mờ nổi hắc khí, cô ta vươn tay ra, Cẩn thận chạm vào giữa mi Trương Dương, đầu ngón tay truyền đến nhiệt độ da thịt của Trương Dương, ánh mắt của Liễu Đan Thần nổi lên gợn sóng. Trương Dương hai mắt nhắm nghiền, không có dấu hiệu sắp tỉnh lại. Liễu Đan Thần từ phía sau rút ra kim châm, vẻ mặt lúc này lộ ra vẻ do dự, ngây ra trong chốc lát rồi cô ta lại nhét kim châm vào trong hộp. Lúc này nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân cơ hồ không thể nghe thấy của Hắc quả phụ, cô ta tới phía sau Liễu Đan Thần nhẹ giọng thở dài, thằng ôn này thật sự là không tồi, chẳng trách nhiều nữ hài tử như vậy bị hắn khiến cho thần hồn điên đảo. Liễu đan thần đứng dậy nhìn cô ta, sư tỷ, chị vì sao phải muốn dẫn hắn tới đây? Hắc quả phụ nói, không phải chị tìm tới hắn, là hắn tìm tới chị, có trách thì chỉ trách đám đàn ông này kẻ nào cũng háo sắc, tuy rằng tư sắc của chị không bằng em, nhưng thằng ôn này vẫn mặt dày mày dạn lao vào chị, hắn mà làm gì thì chắc em hiểu. Liễu đan thần nói chị, chị không nên ra tay với hắn. Sao, đau lòng à, vẻ mặt của hắc quả phụ tựa cười mà như không phải cười. Liễu đan thần tức giận nói, chị nói bậy bạ gì đó. Hắc quả phụ nói, chỉ đùa một chút thôi mà, em tưởng thật à, em yên tâm, chị đối với loại tiểu nam sinh tâm trí vẫn chưa thành thục như hắn thì không có hứng thú đâu, huống chi hắn đã bị em gieo tình cổ, về sau đối với em sẽ càng lún càng sâu, loại người như này càng đa tình thì càng chết sớm. Liễu Đan Thần, Liễu Đan Thần, sư tỷ, chị chắc biết quy củ trong môn, có một số lời không thể nói lung tung được." Khắc Quả phụ cười nói, "Chỉ có nói với người ngoài đâu, giữa hai chúng ta còn có cái gì mà không thể nói." "Nói thật, lúc trước chị không thể nào nghĩ ra vì sao sư phụ lại đem tất cả tuyệt học của bà ta truyền thụ cho em chứ không chọn chị, hiện tại chị hiểu rồi." Chương 2170, Xá ôn nhu ba. Liễu Đan Thần nói, "Hiểu cái gì?" hắc Quả phụ nói, luận tới ngộ tính thì chị quả thật không bằng em thằng ôn này rất khó đối phó cho dù chị hạ cổ đối với hắn cũng chưa chắc có thể được như mong muốn nhưng em còn tuổi nhỏ lại chưa từng hưởng tư vị nam nữ hoan ái không ngờ lại có thể làm được liễu đan thần nói em sở dĩ làm việc này chỉ là vì cứu sư phụ hắc quả phụ nói thật ra chúng ta đều nghĩ giống nhau môn phái của chúng ta chú ý hai chữ phong tình nếu động tình thì tất nhiên sẽ bị tình vây khốn liễu đan thần nói sư tỷ có ý gì, em không rõ. Hắc quả phụ cười nói, không có ý gì, chỉ em một chút thôi. Cô ta nhìn khuôn mặt anh Tuấn của Trương Dương, ý chí lực của hắn rất mạnh, hơn nữa nội lực thâm hậu, muốn hoàn toàn khống chế hắn thì phải tiến hành chủng lô chi thuật thật sớm. Trên mặt liễu đan thần lóe lên một tia không vui, nên làm như thế nào không cần chị dạy em. Hắc quả phụ nói, sư muội nếu không đành lòng thì hay là để chị đi. Cô ta bước tới gần Trương Dương, trong tay thanh mang thanh mang, chính là hai cương châm màu xanh thấm. Ra tay như tia chớp, đột nhiên đâm vào đỉnh đầu Trương Dương. Cô ta ra tay tuy rằng rất nhanh, nhưng liễu đàn thần so với cô ta còn nhanh hơn, ngón tay giống như hoa lan trong gió, tư thái mạn diệu, nhưng tốc độ kinh người, phất tới mạch của hắc quả phụ, bức hắc quả phụ không thể không rụt tay về. Liễu đàn thần tức giận nói, sư tỷ, chị chẳng lẽ không hiểu rõ quy củ của bổn môn ư, hắn là trung ngỗ của em, không cần chị nhúng tay vào hắc quả phụ cười nói muội tử em nghiêm túc vậy chị chỉ đùa với em một chút thôi quy củ trong môn chị đương nhiên biết nhưng nội lực của nội lực cực kỳ cường đại nếu em không kịp thời thôi chung thì chỉ sợ hắn sẽ khắc chế được cổ độc như vậy em chẳng phải là kiếm củi ba năm thiêu một giờ ư liễu đan thần nói nên làm như thế nào là chuyện của em sư tỷ không cần bận tâm hắc quả phụ thở dài muội tử em luôn không biết tốt xấu là như thế này trên đời này trừ sư phụ ra người VHT quan tâm nhất chỉ có em, vì sao em luôn tràn ngập địch ý đối với chị. Liễu đan thần nói, em chưa bao giờ có địch ý đối với chị, chỉ hy vọng chị đừng can thiệp vào chuyện của em. Ánh mắt của cô ta dừng lại trên mặt Trương Dương trong chốc lát rồi nói khẽ em muốn dẫn hắn rời khỏi nơi này. Hắc quả phụ xoay người, phong tư hiểu điệu nói, cứ tự nhiên, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Liễu đan thần tiến lên đỡ Trương Dương, trong hai mắt của Hắc quả phụ bỗng nhiên hiện lên hàn quang, cô ta nói khẽ chị giúp em đưa hắn về. Bước lên một bước thì bỗng nhiên thân hình của cô ta khởi động như quỷ mị, trong tay hơn 10 cây châm lông châu màu đỏ nhanh như tia chớp bắn về phía liễu đan thần. Liễu đan thần không ngờ không ngờ lại đột nhiên đánh lén cô ta, huống chi khoảng cách giữa hai người thật sự quá gần. Khi phát hiện cô ta động thủ, muốn tránh né cũng không còn kịp rồi, có sấy cây châm lông châu đâm vào lưng cô ta. Còn lại thì tất cả cắm vào trong cơ thể Trương Dương. Liễu đan thần bắn ra một viên đạn màu hồng về phía sau, viên đạn nổ mạnh trước mặt hắc quả phụ, sương khói màu đỏ tỏa ra, liễu đan thần đã mang tâm tư lưỡng bại câu thương, nhưng hắc quả phụ đã sớm đoán dưới chậu thủ của cô ta, trước khi viên đạn nổ mạnh đã lui ra tới ngoài cửa lớn, cười nói, muội tử, nơi này tạm thời để lại cho hai người, lát nữa chị sẽ giúp thu dọn. Liễu đan thần còn muốn đuổi theo ra, nhưng bỗng nhiên cảm giác sáu giây sợ nóng rực phía sau lưng nhanh chóng tụ lên xương sống của mình mặt liễu đan thần biến sắc, cô ta không dám vọng động, khoanh chân ngồi xuống, nhanh chóng từ trong hộp châm lấy ra kim châm, phân ra ba cây đâm vào đỉnh đầu của mình. Trương đại quan nhân đang ngủ say lúc này hai mắt khẽ nhúc nhích, hai mắt đột nhiên mở ra, bên trong đầy tơ máu, thoạt nhìn cực kỳ làm cho người ta sợ hãi, trong đầu trương đại quan nhân là một mảng hỗn độn, hắn tựa hồ nghe tựa hồ thấy tiếng thở dốc của nữ tử, trong tầm nhìn mông lung, xuất hiện một nữ nhân cả người loà lồ, tư thái trêu người, hết sức mị hoặc. Trương đại quan nhân lúc này thần trí mơ hồ, chỉ cảm thấy cả người nóng lên, huyết mạch sôi sục, hắn giống như dã thú lao về phía đối phương. Sáng sớm luôn tới trong bất tri bất giác, trương đại quan nhân cảm thấy đau đầu như muốn nứt ra, mở mắt ra thì phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường lớn, đắp chân mỏng, nhìn thấy mình trần chuồng, trương đại quan nhân dùng mình sợ hãi, hắn rụi rụi mắt, thật sự không nhớ nổi chi tiết phát sinh tối hôm qua. Lúc này cửa phòng vang khẽ, hắc quả phụ mặc áo ngủ tơ lụa màu đỏ là lướt bước vào, đi mỗi một bước mông lại rung động như sóng, nhìn thấy Trương Dương, ánh mắt lập tức trở nên quyến rũ và ôn nhu, nũng nịu nói, anh tỉnh rồi à. Trương đại quan nhân tim đập bịch bịch, mình ở trong nhà hắc quả phụ, không chỉ như thế, còn ở trên giường của cô ta, tối hôm qua. Hắn lờ mờ nhớ lại mình triền miên trong lửa nóng, tiếng thở dốc và rên rỉ vang vọng bên tai. Nhìn hắc quả phụ mặt đỏ bừng, mắt đẹp dày xuân sắc, tim trương đại quan nhân lập tức trầm, lần này đi đái rồi, tối hôm qua mình cổ độc phát tác, bị mất bản tính, chẳng lẽ đã phang hắc quả phụ, trương đại quan nhân rất nhanh đưa ra một đáp án khẳng định, có điều thằng cha này vẫn không muốn thừa nhận hiện thực này, nói khẽ tôi sao lại ở đây. Hắc quả phụ tới bên giường, hai đầu gối bò trên giường, vươn tay ra vô cùng thân thiết chỉ vào chóp mũi của trương dương, đáng ghét, anh còn không biết xấu hổ mà hỏi nữa à. Anh thô lỗ lắm, mặt càng đỏ hơn, sau đó thì cúi đầu, trên mặt lộ ra vẻ thẹn thùng trước giờ chưa từng có, dày vào người ta cả một đêm. Có điều, em thích. Trương đại quan nhân trợn trừng mắt, mẹ tôi ơi, hỏng rồi, mình ngủ với nữ nhân của Tiết Thế Luân, Tiết Vĩ Đồng bảo mình tới điều tra tình huống, thi triển Mỹ Nam Kế, chứ cũng không định để hắn thi triển công phu trên giường với hắc quả phụ, giờ nên làm thế nào cho phải đây. Trương đại quan nhân tâm loạn như ma. Hắc quả phụ cầm thuốc lá ở bên cạnh lên, rút ra một điếu rồi châm, Mắt đẹp lưu luyến trên mặt Trương Dương, nói khẽ anh đừng lo, em không bắt anh chịu trách nhiệm đâu. Trương đại quan nhân lúng túng nói, quần áo của tôi đâu? Hắc quả phụ nói, tất cả đều bị anh xé rách rồi, cái váy đó của em đắt lắm, anh phải đền cho em. Trương đại quan nhân từ lúc chào đời tới nay chưa bao giờ xấu hổ như lúc này, hắn ho khan, giúp tôi tìm cái gì để mặc đi. Hắc quả phụ đứng dậy đi về phía phòng để quần áo, từ bên trong lấy ra bộ quần áo Trương Dương, Trương Dương còn không quen nói rõ một câu, dáng người của hắn và anh giống nhau, anh mặc chắc vừa. Trương đại quan nhân lúc này hận không thể tìm cái lỗ mà chui vào, hắn cả đời này chưa bao giờ làm chuyện đuối lý như vậy, ngủ với nữ nhân của người ta, bây giờ còn còn mặc quần áo của người ta, mà còn chào phúng hắn là, nguyên nhân của chuyện này là tiết vĩ đồng. Hắn thấy hắc quả phụ không có ý rời đi, ho khan một tiếng, à, cô có phải nên tránh đi một chút không? Hắc quả phụ trợn mắt lườm hắn nói, đáng ghét có chỗ nào của anh mà em chưa nhìn đâu. Trương đại quan nhân thực sự có chút không nhịn được, à. Tôi muốn một mình bình tĩnh lại. Khắc quả phụ lúc này mới đứng dậy đi. Sau khi cửa phòng đóng lại, trương đại quan nhân dùng tốc độ kinh người mặc quần áo vào, thằng cha này nhìn nhìn lên giường, nhìn thấy trên đệm vẫn còn những dấu vết loang lổ. Kinh nghiệm của thằng cha này phong phú cỡ nào chứ? Vừa nhìn đã có thể tưởng tượng tình hình chiến đấu tối hôm qua kịch liệt cỡ nào, khiến hắn kinh ngạc là trên giường này không ngờ còn có điểm đỏ chẳng lẽ Hắc quả phụ vẫn còn trình. Cái này không, cô ta và Tiết Thế Luân dây dưa lâu như vậy, theo lý thì không thể. Trương Đại quan nhân lòng đầy tâm tư mặc quần áo đi ra cửa, thằng cha này hiện tại giống như trộm vậy, liếc mắt nhìn xung quanh, xác định trong phòng không có người khác thì lúc này mới ra phòng khách, giọng nói của Hắc quả phụ từ trong nhà ăn truyền đến, "Trương Dương, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi, tới đây ăn cơm đi." Trương Đại quan nhân hiện tại thật sự là không có tâm tình nào mà đi ăn cơm. Nhưng chuyện tối hôm qua hắn thật sự là không rõ, tới bếp, nhìn thấy bữa sáng Hắc Quả Phụ đã làm xong cho hắn, không ngờ cô ta cũng biết săn sóc người khác thế này. Trương đại quan nhân ăn hai cái bánh bao, uống cốc sữa rồi cuối cùng không nhịn được nói, chuyện tối hôm qua tôi không nhớ rõ. Hắc Quả Phụ nói, ăn xong rồi thì không trả tiền phải không? Trương đại quan nhân bị cô ta nói cho ngây ra. Hắc Quả Phụ nhẹ giọng bật cười, vẻ mặt thẹn thùng nói, anh thô lỗ lắm người của người ta vẫn còn đau này, anh mạnh bạo quá, không biết ôn nhu gì cả. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 226